Đến với TikTok Live. Chia sẻ. Sao lại chiếm lại nhiều mọi người như thế này? Super talent, chào nhiều. Hello. Ok, xin chào Huy Nguyễn nhá. Đang chưa hiểu tại sao cái live stream TikTok này nó có nhiều người mời mời phòng phòng là chưa hiểu lắm. Ok, xin chào Huy Nguyễn nhá. Đang chưa hiểu tại sao cái live stream TikTok này nó có nhiều người mời mời phòng phòng là chưa hiểu lắm. Hello. Ok, xin chào Huy Nguyễn nhá. Đang chưa hiểu tại sao cái live stream TikTok này nó có nhiều người mời mời phòng là chưa hiểu lắm. Ok, xin chào Hy Long nhá. Uông Lăng. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Alo. Ok. Mọi người nghe rõ chứ nhỉ? Anh em thông cảm là mình mới live stream TikTok, đâm ra là nó chưa hiểu cái này lắm. À, chưa hiểu cái này lắm. Đâm ra là không hiểu mình tự live stream lại có cái hình như là mời được người khác live stream cùng như sao ấy. À. Rồi mọi người chia sẻ giúp nhá. Chưa hiểu cái này đang thích thức làm sao. Mọi người nghe rõ chứ nhở? Ok, xin chào mọi người rất là nhiều. Thông qua những cái buổi livestream này thì tôi muốn chia sẻ. À, bình thường thì tôi hay livestream ở trên Facebook hoặc là trên có up lại trên YouTube. Đấy, anh chị là muốn tìm hiểu sâu về bất động sản thì có thể tham gia khảo xem thêm đúng không ạ? Thế còn gần đây thì tôi bắt đầu thử live stream TikTok thì cũng muốn là chia sẻ. Giao lưu và trao đổi với nhau về cái chủ đề liên quan đến bất động sản, liên quan đầu tư, liên quan quản lý tiền đúng không ạ? Thì đấy là những cái gì mà tôi đang làm và tôi đang biết. Đấy, ngoài ra thì anh chị có thể tham khảo thêm những cái video ở trên YouTube hoặc là những cái video ở trên 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 Facebook đúng không ạ? Hoặc là có thể tham khảo sách. Đấy, để tôi thử mời một cái bạn một em tôi sẽ thử giao lưu nào. Ok, mời Ngô Quốc Long xem nào. Tại vì chưa hiểu cái livestream TikTok là như nào lắm. Đó. Ok, thì các bạn mà có cái câu hỏi nào liên quan đến đầu tư bất động sản thì mọi người chia sẻ nhá. Đấy. Ở đây thì đây tôi thử mà mời em Ngô Quốc Long em live stream được không? Hello Ngô Quốc Anh có nhìn thấy em không? Bạn sẽ chỉ kết nối bằng âm thanh này. Ok. Đấy, mọi người có các câu hỏi nào liên quan đến đầu tư bất động sản thì mọi người có thể chia sẻ thêm. Đấy, ok, nhìn thấy rồi. Mình Đấy, thì ra là tôi có thể mời nhiều người live stream cùng đúng không? Đấy.
Trên màn hình các bạn đang xem là em Ngô Quốc Long, là một cái thế hệ mà tôi đánh giá là thế hệ thứ ba thứ tư trong cái nghề môi giới bất động sản. Đấy, đây là cái thế hệ thứ ba nghề bất động sản. Đấy, các bạn biết rằng là thị trường ở Việt Nam mình ấy thì trải qua đâu đó khoảng tầm 3 chu kỳ bất động sản rồi. Đấy, từ lúc bắt đầu là sau khi mà gọi là từ năm 91 đúng không ạ? Sau đó thì những cái giai đoạn lớn ấy. Đấy, sau đó gần đây thì chúng ta thấy rằng là từ năm 2008 đến 2012 và gần đây là 20 à, gần đây là từ 2013 đến năm 2013 thì cái nghề môi giới Bị tiếng rồi anh Minh ơi, mất tiếng rồi. Mất tiếng rồi anh ơi, không nghe gì luôn. Chắc này mic anh kết nối bị làm sao á. Nghe rõ không nhỉ? Ok rồi, nghe tiếng rồi anh ơi. Rút rút cái mic ra, cái hôm nay anh không quên không sạc cái mic nó mất điện. Trao đổi lại một chút là mọi người biết rằng là thị trường bất động sản Việt Nam thì trải qua tầm 3 chu kỳ lớn, tức là mỗi chu kỳ khoảng 15. Đấy, năm 91 đến năm 2000, quên chu kỳ đầu tiên là năm 91 đến 2000. Những cái biến chuyển lớn về việc là thay đổi cơ chế thị trường đúng không ạ, rồi liên quan đến việc mở rộng hợp tác sâu rộng. Chu kỳ lớn thứ hai đó là 2000 khoảng 2005 đến 2012, và chu kỳ lớn thứ ba đó là từ 2013 đến nay. Như vậy là trải qua ba cái chu kỳ lớn của bất động sản, một chu kỳ 15 thì tôi là đời thứ hai, tức là cái nếu mà nói về nghề môi giới bất động sản thì tôi có thể tự nhận tôi là cái đời thứ hai thứ ba gì đó, tôi cứ cho là đời thứ hai đi đúng không ạ. Thế còn em Ngô Cô Long 9X hoặc là các bạn môi giới 9X bây giờ mà mới làm cái đây khoảng vài năm, 5 6 năm gì đó thì khoảng đời thứ ba. Đấy. Thì đây thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu tham gia về cái nghề môi giới bất động sản thì hoàn toàn có thể comment hỏi đáp đúng không? Đó. Ok, xin chào các bạn rất là nhiều đấy. Tôi trên đây nhiều rất nhiều fan nhé. Rất nhiều cái ông nào tôi đầu tiên tôi tưởng là trên đây toàn kiểu như là không ích chứ. Đấy, thì ra đây có cả 8X ấy, rất nhiều người đã xem nhà to từ cái thời Napoleon rồi, thì chứng tỏ là các bạn là cái fan rất là cứng rồi đấy. Đúng rồi, 8x nhiều đấy anh Minh. Bố mẹ em 8X. 6x cơ mà, bố mẹ em ở quê 6x mà vẫn còn suốt ngày lướt TikTok, xem TikTok nhiều lắm. À thế à? Thế là mình đánh giá mình thế là mình, lúc trước là anh cứ đánh giá hơi nhầm về cái hơi nhầm cái đối tượng. Cái người dùng TikTok đông ra là mình chậm. Đó. Ở đây thì có ai trong các bạn đang xem thì có ai đang làm nghề môi giới bất động sản không? Có ai muốn quan tâm về cái nghề môi giới bất động sản không? Thì anh em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm để các bạn có cái định hướng tham gia cái nghề này đúng không ạ? Các bạn biết là trên TikTok nhỉ? Trên TikTok thì đa phần là bán hàng online này, rồi là rất nhiều những cái thứ khác nhau. Tôi thì không đấy. Thì còn tôi cũng thấy nhiều anh chị, tôi vẫn thấy cũng rất rất nhiều anh chị làm bất động sản. Cần môi giới bận ở Vĩnh Long ấy, có cả anh em ở Vĩnh Long rồi nè. Đấy. Em làm môi giới bao giờ thị trường hồi à? Đấy. Em có làm và vừa mới tạm nghỉ một thời gian. Đấy. Ok, đấy, rất nhiều môi giới đấy. Đó. Não Minh nhà to, ok. Nên mua nhà hay mua chung cư kìa anh Minh. Nóng chia sẻ đi, em cứ chia sẻ đi. Đó. Thực ra mua nhà hay mua chung cư cái đấy là Long nghĩ là nó tùy thuộc vào vào cái nhu cầu của mỗi người đấy. Như người trẻ như Long nhé, với một tìm kiếm một cái nơi để ở với cái mức tài chính khoảng tầm từ 3 cho đến 5 tỷ chẳng hạn đấy, thì mình thích thích sống trong những căn hộ chung cư hơn. Với tầm tiền đấy thì ở Hà Nội có hoàn toàn có thể mua được những căn hộ chung cư phân khúc từ trung cấp đến cao cấp rồi. Thì cá nhân Long thì thích thích là như vậy hơn. Còn với tầm tài chính như vậy mà để chọn lựa mua những cái sản phẩm nhà đất, nhà phố ấy để ở thì chắc chắn rồi sẽ ô tô rất khó để đi vào. Cái thứ hai nữa diện tích rất là nhỏ. Cái thứ ba nữa là an ninh sẽ không được tốt. Rồi cái môi trường sống cũng không được tốt. Dân trí xung quanh cũng như vậy. Đấy. Ok, đấy các bạn có thể nghe cái câu trả lời của Long để cho mọi người thấy hiểu thêm. Thực ra thì mua nhà hay mua chung cư thì đúng là nó phải do tùy mỗi người thôi, tùy tầm tiền, tùy mục tiêu.
Tại vì là mua nhà này thì có để ở và đầu tư nữa, đúng không ạ? Rồi là một trong những cái mà quan trọng đa phần người ta bỏ qua đó chính là cái môi trường sống. Đấy, chúng ta, các bạn biết rằng là cái môi trường sống mới quyết định là chúng ta là ai. Và môi Đúng trường sống thì trong cái quá trình chúng ta gặp gỡ hàng ngày, giao lưu hàng ngày, cuộc sống nó thoải mái hàng ngày. Đấy, rồi còn con cái chúng ta nữa, chúng ta đâu sống chúng ta đâu. Các bạn biết rằng là con chúng ta, các cụ có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nếu mà con rồi. chúng ta ở cái khu mà nó có vui chơi thoải giải trí thoáng đãng, lại có nhiều cái bạn bè mà nó gọi là đồng trang lứa hoặc là cái cấp cao hơn, thì chúng ta có cái cơ hội nó phát triển hơn. Thế nên là nó có ba cái, thực ra thì mua nhà hay chung cư thì nó có ba cái thứ mà các bạn phải cân nhắc. Thứ nhất đó là về mục tiêu cá nhân, là liên quan tiền. Đấy, ít tiền hay nhiều tiền. Nhưng mà chung cư thì có một cái giải pháp đó là thuê được, thì vì giá thuê đang hợp lý. À, còn cái thứ hai nữa là mục tiêu về để ở hay lãi vốn, vì nhiều bạn là chưa mua nhà thì đã sợ lỗ rồi. Đấy, Đúng nhiều rồi. bạn là chưa mua nhà tính lãi rồi, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta phải cụ thể, chúng ta mua để ở. Để ở thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn về cái tiện ích dịch vụ và cái cuộc sống chúng ta được hưởng được cái gì. Thế còn để đầu tư thì còn để đầu tư thì chỉ có quan tâm đến lỗ và lãi thôi, đúng không ạ? À, cái thứ ba nữa là bạn nào mà tập trung yếu tố quan trọng nhất đó là môi trường sống, thì lại sẽ chọn về những cái sản phẩm mà môi trường sống tốt hơn. Cái nhà mà trong các khu, cái nếu mà gọi là nhà đất mà trong các khu thị môi trường sống tốt thì nó đắt kinh khủng luôn. Đấy, các bạn biết rằng những căn biệt thự thì nếu mà trong các khu thị lớn thì nó phải hàng chục, hàng vài chục, thậm chí hàng trăm tỷ, đúng không ạ? Còn chung cư thì trong các khu thị mà kể cả cao cấp thì nó chỉ tầm 3 5 tỷ thôi. Thế nên là đấy là tùy vào mục tiêu cá nhân của mỗi người, đúng không ạ? Ở đây thì có Rồi. một số ở đây thì đấy là cái câu trả lời các bạn nhé, các bạn cứ hỏi thêm. Thế còn một số bạn vừa có nói về chứng khoán, thì ra các bạn biết rằng hiện nay thị trường đang hồi kỹ thuật. Đấy, các bạn biết rằng là hai cái vấn đề lớn nhất của nền kinh tế chưa giải được đó là tỷ giá và lãi suất. Cho nên là chúng ta hết sắc à, thì tôi cũng phải là chuyên sâu về chứng khoán, tôi với Long đây là chuyên sâu về bất động sản và đặc biệt là về môi giới thôi. Thế còn về vấn đề liên quan chứng khoán thì tôi chỉ chia sẻ cái quan điểm của tôi, đó là hiện nay vấn đề tỷ giá và lãi suất thì chúng ta chưa giải quyết được, đúng không ạ? Vấn đề về trái phiếu thì vẫn còn đang rất là ơ tơ mơ, rồi là vấn đề niềm tin của các nhà đầu tư. Thế nên cái thị trường nó xanh đỏ trong vài hôm. À, thường là người Việt Nam mình rất dễ nhanh quên, tức là mấy hôm trước thì lỗ sấp mặt lờ ra, đúng không ạ? Đấy, sàn mấy mấy phiên thì không nói gì, nhưng mà hồi được ba bốn phiên là lao vào nhiều lắm. Thì thường là lao vào lúc này là dễ, rất dễ bị FOMO chốt lời này. Thì tôi theo bản thân tôi đánh giá rằng chắc trong tuần thôi nó lại đỏ thôi, đúng không ạ? Thị trường Thái Nguyên. Được. Ừ. Anh Minh ở đây thì cũng có khá nhiều người, có mấy người comment là thời điểm nào là thời điểm thích hợp để mua bất động sản, thì theo anh Minh là nhận định là thời điểm nào? Thì cái này cũng quan điểm của các bạn về như này này, tức là bất động sản thì có hai cái dòng sản phẩm để ở và đầu tư. Đấy, chúng ta phải phân biệt rõ thế. Đấy, đầu tư tới lúc này thì không rồi, đúng không? Người ta bảo lãi suất tăng cao thì là kẻ thù của bất động sản, kẻ thù của nhà đầu tư. Thực ra thì không phải chỉ riêng đầu tư bất động sản mà đầu tư tất cả kênh khác đều hạn chế. Tại vì lãi suất lên 10%, lên 8, lên 10% thì người ta gửi ngân hàng hơn chứ, đúng không ạ? Thế nên là các bạn thấy rằng ấy, là những cái ông nào mà đi cam kết 20, 30 hay 50 hay 100% thì mẹ đa phần có vấn đề hết, nên là cái đấy cuộc sống nó không dễ dàng, đúng không ạ? Các bạn cứ thấy rằng là khi mà ngân hàng chỉ cần lên đến mức 10% thì các cái người có tiền ấy, thậm chí là có rất nhiều tiền ấy, thì họ đã đổ vào ngân hàng, họ gửi ngân hàng rồi. Đấy, nên là cái ông nào mà bình thường mà cuộc sống cứ cam kết 20, 30, 50, 100% là rõ ràng là các bạn cần phải có sự nghi ngờ. Tôi không nói là đúng hay là sai, nhưng các bạn cần có nghi ngờ. Thế nên là nếu mà đầu tư lúc này, thời điểm này mà để đầu tư thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ. Tại vì sao? Vì lãi suất đang tăng cao. Đó, lãi suất đang tăng và chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí còn duy trì ngang, thì nên là thời điểm này không phải thời điểm đầu tư tốt. Còn vấn đề mua để ở thì lại phụ thuộc vào cái mục tiêu. Ví dụ bây giờ ông Long sắp lấy vợ, bây giờ ông bắt buộc phải ở riêng, xong là trong túi nó có tầm 2 tỷ thôi thì mua thôi, vì đấy là mục tiêu gì ạ? Lấy vợ, vợ nó bảo là bây giờ anh không có nhà, em không cưới, thì đúng không ạ? Thì đấy là mục tiêu là phải mua nhà. Đó, thì không thể tránh được. Đúng rồi. Thế còn đó, đúng không ạ? Thế còn một số người dạy theo chủ nghĩa là gì, là các cụ ngày xưa thì có câu là an cư lập nghiệp, nhưng mà một số bạn trẻ bây giờ thì nói rằng gì, là đầu tư đã. Đấy, tiền thì để mang đi đầu tư, còn thuê nhà, tại vì các bạn biết rằng là hiện nay thì giá bất động sản tăng cao nhưng mà giá thuê lại rẻ, tức là cái giá trị thì tăng nhưng mà cái giá trị tăng giá thì tăng nhưng mà cái giá trị sử dụng thì lại thấp. Ví dụ bây giờ một căn chung cư bây giờ tầm 2 tỷ ở bên các vùng ven của Hà Nội, Hồ Chí Minh thì các bạn thuê đó thì tầm 70 triệu thôi. Thì nếu mà tính ra cái lãi suất gọi là ngân hàng, nếu mà tính ra hiệu quả đầu tư thì chỉ tầm khoảng 4,45%, 4 đến 6% thôi, kể cả trong Sài Gòn. Đúng không ạ? Thì rõ ràng là thì nếu mà như vậy, nếu mà các bạn đang có một cái mô hình kinh doanh tốt, các bạn đang đầu tư tốt thì chúng ta mang cái đầu tư
là hơn là gì ạ? Hơn là mua nhà để ở xong vài năm chúng ta mua, thì đấy tùy mỗi người thôi, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Còn đầu tư thì đúng là lúc này thì nếu mà bản thân tôi vẫn khuyên là phải chúng ta phải quan sát đến năm 2023 chúng ta hãy xuống tiền đấy, sang năm nữa khoảng quý 2 quý 3 gì đấy thì chúng ta hãy xuống tiền. Còn với những người ví dụ bây giờ có các bạn bảo bây giờ em quá nhiều tiền, em quá nhiều tiền rồi, em mua đầy đủ hết rồi thì đấy là một cái kiểu khác, đúng không ạ? Cho nên là phải tùy thuộc. Các bạn nhớ rằng là tất cả ví dụ kể cả những cái buổi live stream tôi hay là em Long chia sẻ với tôi thì nó đều là gì, nó đều là những cái chia sẻ mà các bạn cần chắt lọc đấy, và tìm cho mình được những cái nó phù hợp với mình, tại vì phù hợp với bản thân mới là rất là quan trọng. Còn kiến thức và kinh nghiệm và trải nghiệm thì trên mạng rất là nhiều nhưng mà rất ít bạn convert được về để cho cái giá trị bản thân mình nâng cao, thì đấy là cái hiếm, đúng không ạ? Thế nên tất cả những buổi live stream của tôi, tất cả những video của tôi đều nói rằng là gì, đó là chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Thế là các bạn, đặc biệt các bạn phải nhớ rằng ấy, chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tôi, thế là các bạn cần phải chắt lọc được và nó phải phù hợp với cá nhân của bạn. Cái từ phù hợp rất là quan trọng bạn nhá. Đó. Ở đây em thấy có một cái câu hỏi của một bạn. Bạn ấy có hỏi về cái loại hình mà đầu tư mua đất sau rồi xây nhà rồi bán á. Thì anh Minh nghĩ sao cái loại hình nhà anh Minh? Cái đầu tư bất xe đấy, may quá này, tuy nhiên là cô quảng cáo cái ông Ngô Quốc Long này MC luôn đấy, hôm nay anh em mình đang live stream có 154 người xem ấy, đúng không? Mọi người thấy mà lấy hữu ích cho anh em chúng tôi, mọi người cứ chia sẻ nhá. Mọi người biết rằng là trong bất động sản thì có rất nhiều các loại bất động sản khác nhau, có đất nền, có nhà phố, có chung cư, hoặc là trong cái vấn đề mà liên quan đầu tư ấy, thì có đầu tư đất nền, hoặc đầu tư gọi là thuê cho thuê, hoặc là đầu tư xây sửa sang, xây sửa bán. Đấy, thì cái chủ đề mà đầu tư như của Long nó là gì, là rất nhiều những cái anh chị em, cái nhóm đầu tư nhỏ thì họ sẽ đi mua lại những cái mảnh đất khoảng tầm 30 m, 50 m, 60 m ở trong các phố đấy, và họ xây lên những cái nhà tầm 3 tầng, 4 tầng bán, đúng không ạ? Thì vì đấy là cái nhu cầu sử dụng rất là thật đấy, tại vì các bạn biết là nhà ở thành phố lớn ví dụ Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc là như Hải Phòng thì họ cái nhu cầu ấy muốn rất là nhiều. Đấy, tôi ví dụ ngay như bản thân tôi thôi, cái ngày đầu tiên mà đi cái bất động sản đầu tiên mua là nhà phố, thì ngày xưa là mình không có tư duy chung cư đấy, kiểu ơi, bây giờ bỏ ra 3 tỷ mua cái căn chung cư thì nó được tí, thế thì nó sau này mất giá rồi sau này lọi chai, thì bao giờ thì cái tâm lý người đầu tiên cử người ở quê lên là bao giờ cũng sẽ cố gắng mua cái nhà phố, nghe nói gì nói nghe cái nhà phố nó nghe oách hơn cái căn chung cư rất là nhiều đấy. Rồi là những cái người mà bây giờ các bạn biết rằng là hiện nay là giá chung cư tăng rất là cao, bây giờ ví dụ bây giờ 3 tỷ chỉ mua căn 2 phòng ngủ tầm khoảng 5, 60, 70 mét. Nhưng nếu mua 3 tỷ thì có thể mua một cái nhà 30 mét tầm 4 tầng cơ. Tức là cái diện tích sử dụng là nhiều hơn rất là nhiều. Đó, thì cái đấy là những cái mà người ta, đấy nó lý do tại sao mà những cái nhà phố đang bán rất là chạy, đặc biệt là đẩy vừa qua. Đó, thế ngoài ra thì nói gì nói, những cái nhà trong phố đó đều là gọi là trong phố mà, đúng không ạ? Những cái nhà 3, 4 mét nó vẫn là trong nội thành, trong nội đô. Thì gần vẫn gần những cái tiện ích hoặc là những cái trường học người ta thích. Nhưng chỉ có điều rằng là nói gì đó là thường là sẽ ô tô không vào được nhà, đúng không ạ? Hoặc là cái không gian, cái không khí, cái môi trường sống ở xung quanh nó có thể là hơi kém, không có không gian cho con cái chơi, hoặc là trộm cắp đấy, hoặc là hàng xóm, hoặc là khu dân cư dân trí thấp vân vân đấy, nhưng mà nó vẫn có nhu cầu thực tế. Và những cái người mà mua đất và xây như vậy ấy, thì thường họ sẽ lãi 2 lần đấy, họ đã mua lẻ sản phẩm tức là mua đất nền, sau đó thì họ tính xây xây lên, họ có kinh nghiệm họ xây lên, họ bán một sản phẩm hoàn chỉnh, bán một sản phẩm hoàn thiện. Thì thường ấy, tôi thấy anh em bạn bè tôi làm thì thường đầu tư vào cái đấy thì lãi suất nó thường là khoảng tầm 20 đến 30%. Nếu mà càng bán càng nhanh, tức là ví dụ là xây xong thường ấy là đợt mấy năm vừa rồi thì là gì, là chỉ cần mua đất xong và làm móng xong là bán xong rồi thì nhu cầu rất là lớn. Đấy, thì thường là lãi suất nó khoảng tầm 30, 23%. Đấy, còn nếu mà đất nó tăng nữa thì lãi suất cao hơn. Đấy, nhưng mà thường nếu mà chỉ xây sửa bán xong thì bán kiểu giá đất nó không sốt ấy, vì cái lãi nhất là giá đất tăng mà. Thế còn cái giá xây dựng các bạn biết là tính được ra ngay, tính được ra ngay, thế nên là thường là lãi suất khoảng 2-3%. Đó. Nhưng mà nó có một cái rủi ro liên quan động vốn thôi, tức là gì, nếu mà chúng ta thường ấy bỏ một căn như vậy ra thì kể thì chúng ta phải bỏ cái phụ vốn ra, nếu chúng ta không bán được 6 tháng 1 năm thì cái tiền lãi càng giảm, nếu mà động vốn thì lãi càng giảm. Thế nên là thường ấy là những cái bạn mà làm thuê cho thuê, làm xây sửa bán thì thường là các bạn sẽ hay đi làm lớp đào tạo. Cái mô hình mà thuê cho thuê và cái mô hình mà xây sửa bán là thường là các bạn sẽ đi đào tạo. Các bạn đi đào tạo, bạn chia sẻ thì các bạn tạo phễu khách hàng, tạo phễu nguồn vốn và tạo phễu cộng tác viên bán hàng luôn. Đấy, để bớt cái thời gian rủi ro về 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 động vốn. Đấy, thì đấy là mô hình như thế thôi, còn cái mô hình này tốt vì nhu cầu rất là lớn.
Đấy, nhu cầu rất lớn. Nhưng mà thường thì nếu mà là tôi khuyên các bạn trẻ là chúng ta nếu mà các bạn mà đặt cái tiêu chí gọi là môi trường sống lên đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ về khi mua các căn nhà như vậy. Đó. Vâng. Đấy còn chưa kể đến câu chuyện là em thấy là cái loại hình mà chung cư mini anh Minh cũng nhiều người hướng tới cái câu chuyện là mua những cái sản phẩm căn hộ chung cư mini vì là sao giá nó rẻ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là em thấy cũng có rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến câu chuyện pháp lý ở trong cái loại hình mà chung cư mini ấy. Đúng không anh Minh? Cái pháp lý thì hiện nay thì cái chung cư mini là chưa có, đấy là điều chắc chắn, nên là không cấp một sổ. Hiện nay là luật thì chưa có cái đấy. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là gì, chúng ta thấy rằng là gì, là người ta nói rằng là gì, là đường thì cứ đi mãi thành đường thôi, làm gì có đường đâu, đúng không? Người ta cứ đi mãi thành đường thôi thì nhu cầu của người dân, tức là cái gọi là trong mấy năm vừa qua cái giá bất động sản tăng quá là cao. Tôi nói thật các bạn là rằng là đây hầu hết anh em chúng ta đi làm ấy thì lương, ví dụ ông nào cao thì được 20 triệu, ông nào thấp thì được 5 6 7 triệu thôi. Thì đến bao nhà với mua một căn chung cư của Vin hay là thậm chí là căn chung cư của một chủ đầu tư bình thường thôi cũng rất là khó, đúng không ạ? Thế nên là những cái chung cư mà mini khoảng tầm 700, 800, 1 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi thì nhiều người, ví dụ bố mẹ hai bên cho hai vợ chồng đi làm tiết kiệm 5, 7, 5 thì mua được. Đấy, nhưng mà chắc hiện nay chắc chắn là chưa có pháp lý gì cả. Và cái rủi ro thì các bạn biết rằng là với người mua thì nó là rẻ, nó phù hợp người ta, hồi tầm tiền ra mua được. Đấy, người ta muốn trụ ở Hà Nội. Các bạn biết rằng là những cái người như ở quê lên như tôi hay anh em Long đây, là các bạn biết rằng là mơ ước cái căn nhà Hà Nội lắm, nó là cả một cái niềm tự hào, rồi nó là cả một cái gì đó nó to tát lắm. Đấy, thế nên là chỉ cần là có nhà Hà Nội thôi là được rồi. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là tiền nó chỉ có thế thôi. Đấy, cái thứ ba là bây giờ công việc họ đang ở đây thì bắt buộc họ phải 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 ở đây thôi, đúng không ạ? Thì bắt buộc họ phải mua thôi. Còn về pháp lý thì chắc chắn nó không có. Về rủi ro là gì, là sau này mua đi bán lại rất là khó, vì nó chỉ là hợp đồng thôi, hợp đồng sổ chung mà, đứng chung ở trong nhà mà. Còn với những người đầu tư ấy thì đấy lại là một cái sản phẩm dòng tiền rất là tốt. Vì sao ạ? Vì là bán rất là nhanh, đấy, cho thuê rất là tốt, đúng không ạ? Và tối ưu được cái diện tích đất, đúng không ạ? Nếu một cái căn, một cái đất mà 30 mét hay 50 mét, chúng ta chỉ xây được 3 4 tầng thì nó rất là hẻo. Nhưng nếu chúng ta xây được 5 6 7 tầng thì cái gì, thì chúng ta để bán được nhiều hơn, đấy là với nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì nhu cầu, quan điểm của tôi rằng là gì, là nhu cầu thị trường nó có thì người ta sẽ vẫn mua. Nhưng nếu là tôi thì tôi lại khuyên là đi thuê. À, chứ không đi mua. Thế chúng ta mà có cái động lực nó lớn hơn, cố gắng nó lớn hơn, hai vợ chồng hoặc một cái ai nào đó cố gắng lớn hơn, thì chúng ta cố gắng là sau này cái xu hướng của cuộc sống ấy nó là vùng ven, đúng không ạ? Đó là, các bạn biết rằng hiện nay thì vấn đề lớn nhất của Hà Nội hay Hồ Chí Minh hay là tất cả các thành phố trên thế giới ở các nước đang phát triển, cái vấn đề lớn nhất nó là tắc đường. À, thì tất nhiên nó sẽ phải giải quyết, đất nước nó phải giải, chính phủ rồi nhà nước sẽ phải giải quyết cái điều đó trong vòng 5, 10, 20 năm tới. Thì những cái nhà trong phố mà không thấy mặt trời, hoặc là những cái nhà trong phố mà không có tiện ích gì, hoặc là cái diện tích nó quá nhỏ thì đương nhiên nó sẽ đi xuống, đúng không ạ? Thế còn chắc chắn là về pháp lý chung cư mini hiện nay là chắc chắn là chưa có luật. Đấy, thì không biết là sau này thì như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà hiện nay chưa có, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, một số câu hỏi của mọi người hỏi anh Minh em thấy cũng khá nhiều mọi người vẫn đang vẫn vẫn hỏi về câu chuyện là khi nào mà là cái thời điểm mà kinh tế đi lên hay là bất động sản là đi lên. À, thứ hai nữa là một số câu hỏi mang tính chất cá nhân hơn hay là của anh Mạnh là anh tính Đấy. mua ở Sóc Sơn liệu có ổn không ạ? Ờ, đấy có cái bạn là Nguyễn La Tùng, hai thằng cò đất này, các bạn thấy rằng là nghề chúng tôi thì nó không, hình như là có cái trường đại học kinh tế có đào tạo cái khoa tài nguyên, có khoa tài nguyên môi trường, và nó chỉ có một cái phần liên quan đến cái nghề môi giới thôi, tham gia là cũng không có trường lớp và đào tạo. Nếu mà bạn gọi bác sĩ là thằng thằng bác sĩ thì bạn đã lệch hết răng rồi đấy. Nên là cái nghề này thì tôi mong muốn là trong thông qua cái buổi live stream như này thì tôi cũng mong muốn gửi đến các bạn đang xem. Thế là cái nghề môi giới là cái nghề mà rất phát triển. Đấy, là cái nghề rất phát triển, là một trong những cái nghề mà có thu nhập cao nhất thế giới. Đấy, cái thứ hai nữa là ở những đất nước phát triển nhất thế giới bây giờ như Mỹ hay là Sinh hay là Nhật thì cái nghề môi giới cực kỳ quan trọng. Đấy, các bạn có thể Đúng rồi. search trên mạng gặp những cái môi giới mà họ rất là tuyệt vời luôn, họ rất là mạnh luôn, họ rất là giàu, rất là chuyên nghiệp và khách hàng rất là cần họ. Các bạn có thể đọc ngay cái việc mà Bill Gates thôi, là Bill Gates ông cũng cần một cái nhà gọi là tư vấn đầu tư quản lý bất động sản cho chính ông ấy luôn, và ông có một cái quỹ riêng, và hầu hết trên thế giới những người giàu trên thế giới đều có cái như vậy. Các bạn cũng biết là cái ông tổng thống Donald Trump là ông cũng viết sách về bất động sản, đúng không ạ? Thì tôi không hiểu sao các bạn coi chúng tôi là cò là đó không biết, nhưng tôi mong muốn thông qua cái buổi livestream nghề nghiệp như chúng tôi chia sẻ như này. À, thì ở đây thì có hai thế hệ, tôi cứ gọi tôi tự nhận là tôi thế hệ thứ hai đi, còn em Năng là thế hệ thứ ba thứ tư đi, đúng không ạ? Thì chúng tôi chỉ muốn là gì, là chia sẻ cái sự chuyên nghiệp, cái sự yêu nghề, cái sự đam mê, cái sự tâm huyết,
với cái nghề này cho các bạn thôi, đúng không ạ? Thì mong là tất cả cộng đồng hay các bạn nhìn nhận lại một cái nghề, nó là một cái nghề. Bản thân tôi đã làm bất động sản năm nay năm thứ 8, thứ 9, thứ 10 rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Thế nên là tôi đây xác định đây là nghiệp rồi, đúng không ạ? Làm 1 năm, làm 2 năm thì còn chém gió, chứ làm 5 năm, làm trên 5 năm người ta mới là cái nghề rồi, là cái nghiệp rồi. Và xác định là làm đến năm 70, 80 tuổi luôn, đúng không ạ? Ok, thì tôi Ok. bỏ qua được đấy. Ok. Hầu hết các bạn đều quan tâm, các bạn biết rằng là thị trường bất động sản thì tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, nó cũng lên lúc xuống. Cái nghề môi giới thì nó giống như nghề đi săn hay là giống như cái nghề cầu thủ bóng đá ấy. Các bạn biết rằng ấy, là cái cầu thủ bóng đá thì nó có gọi là phong độ, đúng không ạ? Nó điểm rơi phong độ ấy. Thì cái nghề môi giới như vậy, cái chu kỳ của thị trường bất động sản như vậy, thậm chí là cái chu kỳ của kinh tế như vậy, thậm chí là chu kỳ phát triển của quốc gia như vậy. Đấy, quốc gia nào các bạn thấy rằng là gì, là đến năm 1500 thì là thằng Hà Lan nó là đế quốc mạnh nhất thế giới. Còn trước đó, thậm chí trước ngày xưa nữa thì là Trung Quốc cơ. Thế sau đó thì là gì ạ? Sau đó thì là Anh, xong bây giờ thì là Mỹ. Thế tới đây có thể mấy chục năm tới có thể là thằng khác, đúng không ạ? Thế đây là quốc gia chu kỳ kinh tế thôi. Chúng ta thấy rằng là 2008 thì đã có khủng hoảng rồi, đúng không ạ? 2008, 2009, 10 khủng hoảng, và bây giờ này là khủng hoảng kinh tế. Sau khủng hoảng thì là phát triển, đúng không ạ? Thì bây giờ là khủng hoảng thì chắc chắn rằng là sau khủng hoảng sẽ phát triển thôi. Thì vấn đề là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải chờ. Thế thường các cái giai đoạn giữa việc mà khủng hoảng độ trễ thì nó phải mất khoảng 1-3 năm. Đấy, nhanh như 1-3 năm thì rõ ràng chúng ta đang gì là cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu, đúng không ạ? Bắt đầu từ năm 2022 thì chắc chắn là chúng ta phải là năm 2023, và chúng ta có thể hy vọng vào cái việc là cuối năm 2023, thậm chí là sang 2024 mới lên được, đúng không ạ? Còn những cái dấu hiệu cơ bản nhất của cái việc mà nhận biết rằng là thị trường quay trở lại, thứ nhất nó phải là tỷ giá, đúng không ạ? Cái đồng đô la nó phải hạ lãi suất xuống. À, cái đất nước chúng ta là trông chờ rất nhiều vào cái nguồn vốn FDI, tại vì là đất nước chúng ta đang phát triển và thu hút nguồn vốn FDI, nguồn vốn nước ngoài đổ về. Thì bây giờ đồng đô đang tăng cao thì họ quay về họ đất nước họ chứ, Gửi đúng không ạ? Họ quay về đất nước họ chứ. Các bạn đấy, đấy là một cách hiểu rất đơn giản, vì tôi cũng là cái người mà không hiểu sâu về tài chính, về tiền, nên tôi chỉ giới thiệu các bạn ấy thôi. Thì đương nhiên là đô sẽ quay về đất nước họ, đúng không ạ? Và tại sao thằng Mỹ là như vậy, đúng không ạ? Mấy năm vừa qua là tất cả các nước dùng đô và tích trữ đô, bây giờ là Mỹ nó hút về một cái, thì đương nhiên là Mỹ là thằng có lợi nhất, nó sẽ đi mua tài sản giá rẻ của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam. Thế nếu mà giờ mà Việt Nam mà phá giá đồng Việt Nam đồng đấy, mà gì hạ lãi suất xuống là chúng ta toang đít luôn, là chúng ta đâu đó các bạn biết rằng, lấy chúng ta đất nước chúng ta mà không giữ được tỷ giá đấy, không cân bằng tỷ giá, thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là gì, là bây giờ khéo chúng ta đang phải mua một cốc cà phê với giá 100.000 rồi đấy, đúng không? Ví dụ thế. À, thì nó sẽ làm chậm cái đất nước phát triển đâu đó, nó sẽ làm chậm đâu đó khoảng tầm 3 5 năm. Các bạn biết là phát chậm một đất nước phát triển 3 năm là kinh khủng như nào. Còn rồi thì như vậy chúng ta cần phải biết là gì, là khi nào đồng đô la cái Fed, đúng không, nó hạ lãi suất xuống. Đấy, khi nào hạ đã, còn bây giờ vẫn tăng và vẫn đang duy trì thì chúng ta đừng nói gì về cái việc mà phục hồi. Đấy, cái thứ hai nữa là cái thằng Nga, thằng Mỹ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng cuộc chiến Nga và Ukraine nó gây khủng hoảng trên toàn cầu như thế nào. Đấy, thì hai cái thằng đấy nó phải đàm phán với nhau đã, đúng không ạ? Hàng đấy nó phải thông thương với nhau đã. Và cái thứ ba, thằng Trung Quốc, các bạn biết rằng là Trung Quốc nó làm đứt gãy nguồn cung và sản phẩm và nguồn nguyên liệu khắp thế giới, thì thằng Trung Quốc nó phải hết cái COVID đã, nó phải mở cửa ra, mở toang ra đã, thì ba thứ đấy thì kinh tế sẽ phục hồi. Thì đấy là cái ba thứ cơ bản nhất, đúng không ạ? Còn ngoài ra trong nước chúng ta, trong nước thì lúc nào vấn đề về trái phiếu, đúng không ạ, vấn đề về lọ chai nó ổn định, thì chúng ta bắt đầu dây hụi cầu. Thì tất cả cái thứ đấy thì bản thân tôi sẽ dự đoán đâu đó nó phải, nếu mà tôi có cho dự đoán xấu nhất đi, thì nó phải 2000 không cuối năm 2024 sang đầu năm 2025. Đó, đấy là dự đoán xấu nhất. Còn nhanh thì nó cũng phải là 2024. Nên các bạn là chuẩn bị một cái kịch bản như vậy, đúng không ạ? Và các bạn biết rằng bây giờ Fed đang vẫn trong dần cuối năm thì Fed vẫn tăng khoảng 0,2 không khoảng 0,5. Còn nếu mà tăng 0,75 thì toang luôn. Thì lãi suất có lên 16, 17, 18, 20 ngay. Nhưng nếu lên 0,5 nó ok rồi, bắt đầu là đúng là lạm phát Mỹ đi xuống rồi, nhưng nó lên như vậy không thể đi xuống được ngay được. Các bạn nhớ nhé, là không thể xuống được ngay được, thì nó phải duy trì ít nhất là 6 tháng 1 năm. Thì như vậy là lãi suất ở trong nước vẫn cao, vẫn cao, đúng không ạ? Thì rất là nguy hiểm. Vậy là đấy câu trả lời của mọi người nhá. Theo nhận định của anh Minh ấy, thì cái thị trường nền về kinh tế nói chung hay là về thị trường về bất động sản nói riêng ấy, thì là khoảng thời gian nó phục hồi trở lại thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là đầu 2024 hoặc là giữa 2024. Đó, thì đây là cái thời còn thời điểm bây giờ là thời điểm cho mọi người có thể là kiếm tiền, tích góp và để gọi là nắm bắt cơ hội vào những cái giai đoạn tiếp theo.
Thực ra thì bây giờ vẫn kiếm được tiền. Thực ra thì bây giờ các bạn biết rằng hiện nay thì cái nghề, cái người làm môi giới thì như tôi với Long thì còn làm ở đây, còn livestream và một số anh em khác nữa. Nhưng mà thực ra thì bây giờ nó cũng cái số lượng môi giới nó giảm đâu đó tầm 70-80%, đấy là khẳng định. Đó. Và thực tế thì hàng ngày thì chúng ta thấy rằng nếu mà có một con số là thống kê chính xác nhất, chúng ta không có thôi. Thế chẳng qua là hiện nay các phòng công chứng ở các địa phương, ví dụ kể cả ngay Hà Nội hay là tất cả các địa phương các bạn đang sống thôi, là vẫn có giao dịch, nó chẳng qua là ít, đúng không? Nó rất ít thôi. À, chứ không nhiều. Thì chúng tôi vẫn, thì những cái người làm môi giới mà đã nhiều năm kinh nghiệm là có tập khách hàng sẵn rồi, đúng không ạ? Có những sản phẩm tốt thì vẫn bán là bình thường. Thế còn chẳng qua đa phần là một số bạn mới làm. Đấy, một số bạn mới làm, kinh nghiệm chưa có, kiến thức chưa có, tích lũy chưa có, tích lũy thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. À, nhưng tôi mong là các bạn hãy nghĩ việc ở tương lai đi, à, 2 năm nữa, 1 năm nữa, 2 năm nữa, à, để có cái tương lai tốt hơn. Còn bây giờ chúng ta phải sống qua hàng ngày đã, đúng không ạ? Đấy, ở đây có bạn Rolex này, em có tẹp sẵn rồi, mới chốt được 2 căn 40 tỷ. Đấy, vẫn bán được hàng mà các bạn. Đấy thì những cái người bảo rồi nó có cái tích lũy như cái như em đấy thì em có cái tích lũy về tập khách hàng rồi. Tại vì các bạn biết rằng là hiện nay ấy, thì tôi hôm trước tôi vừa chia sẻ là cái sản phẩm bất động sản quan tâm nhất của các nhà đầu tư là gì, đấy, thậm chí là của người mua nhà là gì, đó là giá rẻ, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ một trong một số bạn này hỏi tôi rằng là thế bây giờ cái giá nào là giá rẻ, thì các bạn nếu mà có một cái mốc đấy, để các bạn quay lại cái mức giá rẻ thì các bạn quay lại cái mức giá năm 2019 cho tôi, đúng không ạ? Đấy, khoảng 2019, 2020 đấy, thì nếu mà cái người bán họ thấy phù hợp vẫn có lãi. À, thì cái người mua mà thấy cũng phù hợp họ sẽ mua thôi. Thế còn bây giờ là gì? Rõ ràng bây giờ người làm mua nguyên giá là rất là ít. Đấy, trừ khi những dự án cực tốt, cực hot. Thế còn lúc nào bây giờ trong đầu đang phải mua cắt lỗ, và cắt lỗ thì phải biết là lúc nào là lỗ, lỗ đến lúc nào, đúng không ạ? Thì cái lỗ đến mức mà không chịu đựng được của chủ nhà nữa, hay là cái lỗ đến mức mà người mua chấp nhận được là phải cái giá bất động sản năm 2019. Thì đấy là một cái thứ cơ bản nhất để các bạn so sánh thôi. À, các bạn thấy không ạ? Queen Anne này này, còn mới có một bạn hôm qua, có bạn bán được 3 căn, tổng giao dịch là 345 tỷ hàng bài. Đấy. Kinh khủng không ạ? Nhà phố đấy à mình? Cái mastery hàng bài em, cái chung cư ấy. Cho Đấy, hết tờ bán bán ba. hết. Không, cái đấy vẫn còn em ạ. À, nó đóng ra, nó đóng bảng hàng thôi, cái đấy là bán hàng theo kiểu như là phải order ấy. Đấy. Tức là Đấy, lại nói về câu chuyện là mua những cái sản phẩm căn hộ hạng sang ấy anh Minh. Thời điểm này thì em cũng đang đang có một số cái sản phẩm căn hộ hạng sang và cũng đang chạy những cái sản phẩm căn hộ hạng sang kiểu như vậy với cái tầm tiền là khoảng tầm là căn hộ triệu đô á. Thì ở Hà Nội rất rất nhiều khách hàng đi xem, cực kỳ nhiều. Mà đa phần khách hàng là đi xem, đã đi xem, liên hệ đi xem rồi là người ta cũng đã chuẩn bị cho mình về cái mức tài chính là như vậy rồi. Có điều là người ta đang cân nhắc xem là cái giá người ta mua vào ở thời điểm này đã thực sự là phù hợp chưa. Đấy, chứ còn là người ta có là có nhu cầu rồi. Đấy. thế là bây giờ những cái nhà này mình phải định nghĩa cái hàng sang như thế nào. Đó. Cứ không phải là cứ đắt tiền là sang, đắt tiền thậm chí là không sang chứ đắt là sang. Nhớ như vậy nha. Đấy, ví dụ cái mastery hàng bài thì em biết nó định nghĩa hàng sang là gì, là nó phải có Ritz Carlton nó quản lý, cái đơn hiệu quản lý, cái vị trí đương nhiên là nó quá lét rồi, đúng không ạ? Đấy, rồi là cái thương hiệu quản lý, đúng không ạ? Đấy, rồi là những cái mà tiện ích độc quyền xung quanh nó thì nó mới đánh giá hàng sang. Còn bây giờ những cái chung cư mà 1 triệu đô nhưng mà ở trên một cái tòa nhà, ở trên một cái dự án, ở trên một cái chung cư mà ở dưới toàn cấp thấp, tức là người dân chân trí thấp, hoặc là tiện ích không có, hoặc cái đơn vị quản lý nó kém thì không thua. Đấy, người ta mua cái người ta mua cái túi Gucci hay LV không phải vì nó đắt, mà vì cái tính thương hiệu, và cái thương hiệu được bảo chứng là ok, ông lúc nào lên đây tôi được đón tiếp, ông mang lên toàn thế giới ông đều hãnh diện. Đấy, đúng không ạ? Hay là ví dụ là, nên là thương hiệu nhá, mọi người nhớ cái thương hiệu nó có rất nhiều thương hiệu, nó chia rất nhiều dòng. Ví dụ đồng hồ này, Patek Philippe nó là cái dạng mà nó là cái dạng mà các có tiền các bạn không mua được. Đấy, Patek Philippe ví dụ là phải các bạn phải vừa có danh vừa có tiền mới mua được. Đấy, đúng chưa? Thì rõ ràng là chúng ta phải định nghĩa đầu tiên, anh phải theo anh ấy là phải định nghĩa lại thế nào là sang, thế nào là sang trọng đã, thế nào là đẳng cấp đã, thế nào là thương hiệu đã, chứ không phải chỉ là cứ 1 triệu đô hay 2 triệu đô đã là sang trọng đẳng cấp, đúng chưa? À, cái nữa thì thường nếu chúng ta bị nhầm, thực ra ở Hà Nội không có nhiều dự án gọi là hàng hiệu đâu. À, hiện nay ở Hà Nội không có nhiều dự án hàng hiệu đâu, trong Sài Gòn còn có nhá, còn có, chứ ngoài Bắc này là không có nhiều đâu, đa phần mới chỉ là giá trị cao thôi. À, và thường họ mua ví dụ là 1-2 triệu đô, hoặc là ví dụ thậm chí là 30-40 tỷ một căn chung cư, nhưng mà họ ở vẫn khổ lắm. Tức là gì, là thang máy cũng có thang máy riêng này, phục vụ cũng có này, bảo vệ thì nhiều khi còn quát là chủ nhà này, thì đấy không phải hàng hiệu, nhớ như vậy, đúng không ạ?
Nếu mà đánh giá về hàng hiệu thì ngoài Mazda ra hàng bài ra thì còn có tôi đánh giá cao cho thằng gọi là Vinhome Metropolis hoặc là Sun Lương Yên, thì đấy là những cái chủ tư lớn, kể cả như là của Sun Lương Yên hay là Vinhome Metropolis thì cũng chỉ gọi là cao cấp thôi, còn hàng hiệu thì cũng chưa đến tầm. Tại vì sao? Thực sự ví dụ cái thằng bài tại sao lên 1 tỷ, tỷ hai một mét, tại vì các bạn thấy rằng là những cái thứ đi kèm ấy, nó là đẳng cấp thế giới, nó đẳng cấp Đúng toàn rồi. thế giới luôn. Đấy, tôi đã từng sang Singapore xem cái tòa nhà, xem cái dự án mà cái thằng Ritz Capital nó quản lý rồi, nó đẳng cấp hàng đẳng khác, mà đẳng cấp này là đẳng cấp chung của cả thế giới chứ không phải đẳng cấp của người Việt Nam, đúng không ạ? Giống như các bạn thấy rằng là gì, là khách sạn 5 sao, nhưng mà 5 sao Việt Nam nó khác với 5 sao quốc tế. Đấy, thế nên là chúng ta bị nhầm hai cái thứ đấy. Thế còn cái người giàu, các bạn biết rằng là gì, tôi nói với các bạn như này này, là chúng ta đang nói về khủng hoảng, chúng ta nói về suy thoái kinh tế và chúng ta đang lo lắng là cái việc mà giá nhà tăng, giá ăn uống tăng, nhưng đấy là người nghèo chúng ta thôi, đấy, những người chúng ta như chúng ta chưa nghe chưa giàu thôi, đúng không ạ? Thế còn những người mà họ đã có 100 tỷ, họ 1.000 tỷ rồi thì họ bớt đi một ít thì họ vẫn đẳng cấp, họ vẫn sống bình thường. Thế nên là đúng không ạ? Cho nên là họ sẽ vẫn mua sắm, họ sẽ vẫn mua bán bình thường, đặc biệt là những cái ông chủ của những công ty sản xuất. À, những cái ông chủ của những cái tập đoàn sản xuất lớn mà thậm chí họ tích lũy bao nhiêu năm nay rồi thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, những cái ông mà sản xuất mì tôm, những cái ông bán điện thoại iPhone vẫn cháy hàng cơ mà, đúng không ạ? Hay là ông bán đệm, ông bán nọ bán chai, bán phân bán giếc, đến mùa ta vẫn phải sử dụng, thì tiền họ rất là nhiều. Cho nên ở đây thì đó. Ok, cũng có rất nhiều người nhờ anh Minh Ok. là gửi bán ấy, những cái đèn này hay những cái sản phẩm biệt thự bất động sản nghỉ dưỡng này. Tức là các bạn biết Nhiều rằng là người comment. bây giờ thì không phải là cái lúc bán tài sản, hiểu không ạ? Tại vì sao? Vì hiện nay là bây giờ là không phải là lúc bán tài sản, chỉ những cái người khi các bây giờ các bạn bán tài sản là chỉ những cái người gì ạ? Là cần tiền. À, và đương nhiên thời điểm này cần tiền là sẽ bị ép giá, nó sẽ phải bán giá rẻ, thậm chí là bán giá lỗ cũng phải bán với những người cần tiền. Đó, thế nên là lúc này là không phải lúc bán tài sản. Mà tài sản thì tôi đánh giá các bạn nhất là không riêng gì bất động sản, mà thậm chí chứng khoán, thậm chí đồng hồ, thậm chí kim cương, thậm chí vàng. Thời điểm này không phải thời điểm bán, còn những người cần tiền đương nhiên sẽ bị ép giá. Đó. Sẽ bị ép giá sâu luôn. Nghỉ dưỡng, các bạn biết rằng là nghỉ dưỡng là cái dòng bây giờ hiện nay là đang gặp nhiều vấn đề nhất, đang gặp nhiều những cái thứ rủi ro nhất, đang gặp phải vô vàn khó khăn. Nên là cái nghỉ dưỡng bán tiền này, các bạn biết là ngay những cái sản phẩm có cái chủ đầu tư lớn, nghỉ dưỡng căn condo có chủ đầu tư lớn còn bán là còn sale 50%, sale 50% các bạn nhé, là không bán được. Chứ ngày xưa là mua 2 tỷ rưỡi hoặc là 3 tỷ một căn ấy, bây giờ bán 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi không bán được các bạn. Đấy là cái nghỉ dưỡng thì tương đối đau đầu. Đó. Có anh Mạnh ở đây này. Dạ hai vợ chồng em mới cưới có chút tiết kiệm tính mua ở Sóc Sơn để dành, liệu có ổn không ạ? Em thấy anh Mạnh là anh hỏi mấy lần đấy. Ok, rất là cảm Dạ. ơn Mạnh, cảm ơn Mạnh rất là nhiều. Thì Sóc Sơn rất là ok thôi. Các bạn biết rằng là chúng ta thì vẫn có một cái Hà Nội thì hiện nay đang phát triển vành gọi là phát triển các đường vành đai, đúng không ạ? Thì chúng ta đã biết rằng là chắc chắn rằng là chúng ta đã biết và chắc chắn rằng là vành đai 4 đã triển khai, đúng không ạ? Đã có quỹ nhà nước, thậm chí là Quốc hội đã duyệt kinh phí cho việc đấy. Vấn đề đo đạc đã làm rồi chứ không phải trên quy hoạch nữa. Các bạn biết là ngày xưa thì quy hoạch đâu đó trên quy hoạch nhé thì có thể là 5 năm, 10 năm mới làm, nhưng mà đã duyệt kinh phí rồi. À, đã có tiền, đã có sự tiền chuẩn bị việc đấy rồi thì chắc là chắc chắn triển khai thôi. Còn tại sao bây giờ nó chưa bơm tiền ra thì các bạn biết rồi, hiện nay là chưa bơm được tiền ra được vì cái giá vật liệu, giá xây dựng rồi là làm, nếu mà bơm tiền ra bây giờ là nó quá cao, đúng không ạ? Các bạn biết rằng nếu ai làm xây dựng để biết rằng là giá xây dựng hiện nay rồi giá gạch, giá cát, giá xi măng, giá sắt thép đấy, trong thời điểm mấy tháng vừa qua đều rất là cao đấy, nhưng bây giờ có giảm thì cũng chưa phải thời điểm thích hợp để làm, đúng không ạ? Thì có thể là sang năm hoặc sang năm nữa khi thị trường ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định thì họ sẽ làm thôi. Thì nếu mà vợ chồng em tiền dư, đúng không ạ? Tiền dư nhá, đúng không ạ? Thì mua, nếu mà tầm nhìn khoảng tầm 3 5 năm thì ok thôi, đúng không ạ? Là mua được. Chỉ lưu ý một cái là nếu mà mua lần đầu tiên thì chỉ lưu ý một cái là xem kỹ cái pháp lý thôi. Là phải có sổ đỏ. Đấy, bắt buộc phải có sổ đỏ. Bây giờ mua gì mua phải có sổ đỏ. Không có sổ đỏ là không mua. Nhớ như thế. Cái thứ hai nữa là xem cái quy hoạch thôi, tránh cái việc vào đường vào dự án thì sau này mất công, tại vì là bây giờ cái giá với Sóc Sơn không phải còn rẻ nữa, đúng không ạ? Không phải còn rẻ nữa. Thế là mua, một là tiền dư, hai là tầm nhìn nó dài một chút, cái thứ ba là có thể kỳ vọng trong khoảng 3 5 năm là cũng có thể gấp đôi được.
hướng Sóc Sơn là cũng cái hướng các bạn biết rằng hiện nay là có một cái xu hướng, đó là nếu các bạn nào học đọc nhiều về quy hoạch ấy, nó gọi là đô thị sân bay, thì miền Bắc mình chưa có, Hà Nội mình chưa có, thì nếu mà Sóc Sơn, Mê Linh hoặc là Sóc Sơn, Mê Linh thì nó là xu hướng sau này là đô thị sân bay được, tại vì cái xu hướng mà người ta đi sân đi máy bay ngày càng cao mà. Đã, ngày càng nhiều mà, đúng không ạ? Ok, mua được các bạn ạ. Thị trường hiện tại ấy, thì em thấy là các nhà đầu tư ấy, họ cũng bắt đầu là họ đã chốt lời từ cái việc mà trước đây là họ đi mua xa rất là nhiều rồi. Ở các tỉnh thành, thậm chí là nhà đầu tư Hà Nội họ đi vào trong Nam, miền Nam, miền Tây rất là nhiều. Nhưng thời điểm này thì xu hướng là họ họ vẫn có nhu cầu đầu tư bất động sản, nhưng mà họ đang có xu hướng là hỏi hỏi môi giới rất là nhiều về những cái sản phẩm mà có dòng tiền ấy, đặc biệt là bất động sản nhà phố mà sinh ra dòng tiền ấy. Anh Minh nghĩ sao về về cái trend, gọi là một cái trend ngắn, em không biết là nó có, liệu nó có kéo dài đến bao giờ, nhưng mà như hiện tại này nó đang bất động sản, cái sản phẩm đó nó đang là cái trend ở thời điểm hiện tại và đang được khá nhiều khách hàng người ta đang tìm kiếm những sản phẩm kiểu như vậy. Cái này thì nó hoàn toàn đúng thôi. Thực ra ấy, nếu mà cái người nào mà đầu tư về quản lý tài chính tốt, quản lý tài sản bất động sản tốt ấy, thì đáng nhẽ là phải thay đổi từ năm 29 rồi, thậm chí là sang đầu năm sang 20 đã phải cơ cấu lại tài sản bất động sản rồi đấy. Tôi đã có với bản thân anh là cũng rất nhiều cái bài chia sẻ về cơ cấu tài sản bất động sản từ năm 20 cơ đấy. Thì với những cái người giàu thì các bạn bây giờ phải đối đến những cái người nghèo. Những cái người nghèo thì thường là những người tham nhất đấy, tham lãi nhất, lãi cao với đầu tư thì thường sẽ chọn vùng ven đấy, đúng không? Thì vì lãi cao mà. Đấy, có ví dụ có 500 một tỷ thì phải mua đất vùng ven chứ, đúng không? Lãi cao đấy. Còn những cái người giàu mà thì những cái người giàu thì thường là họ sẽ mua đất, thậm chí đất rất là rộng và họ sẽ phân bổ tài sản ra. Họ bây giờ họ có 10 tỷ họ chỉ mua 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ đất vùng ven đấy chứ, đúng không ạ? Thứ hai là bản chất của đất vùng ven là tăng theo nó, bản chất của mấy năm vừa qua thì đất vùng ven nó tăng là vì có hai thứ. Thứ nhất đó là vì tiền bơm ra quá nhiều. À, đất vùng ven giá rẻ lên dễ gì ạ, lên 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 dễ thổi giá, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là gì, đất vùng ven nó giá nó rẻ và nó đón có những quy hoạch à, nó có những quy hoạch đấy thì nó có cái lý do để họ gì họ bán và có lý do để họ mua. Thế còn cái sử dụng được ngay thì không sử dụng được ngay, đầy đất vùng ven là không sử dụng được ngay, thậm chí là không người ở, thậm chí đất đấu giá bây giờ ở quê nhưng không có người ở luôn Đúng không? à, nhưng mà nó dễ làm giá, dễ làm sóng, đúng không ạ? Mà nó phù hợp với đại đa số người dân, tức là tầm 1-2 tỷ đổ lại thì nhiều người mua được, đúng không ạ? Thế còn đương nhiên là khi mà thị có bỏ rồi là gì, khi mà uptrend thì giá trị tăng giá lên ngôi, tức là không quan tâm đất ở đâu, không quan tâm đất gì, cứ gì cứ tăng giá là bán đã. Thế là vừa rồi lúc khi mà dịch bệnh, anh nhiều bạn bảo rằng là em tenant sale em không bán được hàng, vì tenant sale bán thì anh ơi anh cứ mua đi, tăng giá có 2 có 3 đây. Tức là gì, người ta lúc đấy trong đầu người ta tiền nó đang nhiều mà người ta sẽ quan tâm giá trị tăng giá. Còn khi mà downtrend thì người ta lại quan tâm cái gì ạ, là quan tâm giá trị sử dụng đấy. Tôi nói ví dụ này thì các bạn dễ hiểu. Thứ nhất là gì, khi mà chúng ta bình thường ấy, là chúng ta đi ăn uống vô tội vạ, nhưng mà ốm đau một cái mà xem là bắt đầu tự nhiên là gì, ôi dồi ôi siết chặt lại ngay, ăn uống healthy ngay đấy, bớt uống bia bớt uống rượu đi ngay, ăn hoa quả ăn rau nhiều ngay. Thì bây giờ cũng thế thôi, là bây giờ cái giai đoạn này ít nhất trong 2-3 năm tới, ít nhất trong 2-3 năm tới thì người ta sẽ tập trung vào các sản phẩm mà có dòng tiền thì tuyệt vời. Đó, thế là đương nhiên là nhà phố đúng không, nhà trong góc phố đúng không ạ, hoặc là cái condo, hoặc là các khách sạn đúng không ạ, hoặc là nhà xưởng đúng không ạ, hoặc là gần các khu công nghiệp đúng không ạ. Thì đấy là những cái thứ mà gì, là bây giờ không quan trọng lãi nhiều lắm, nhưng quan trọng là có dòng tiền. 5 năm có lãi được, nhưng bây giờ mỗi tháng 5-10 triệu cũng được, 20 triệu, 30 triệu cũng được. Đó, thì lúc này như thế. Thế còn còn các bạn biết rằng là trong một chu kỳ bất động sản thì bao giờ khi mà đáy chu kỳ và bắt đầu một chu kỳ mới là các sản phẩm để ở. Các sản phẩm để ở bán xong rồi bắt đầu các sản phẩm đầu tư. Các sản phẩm đầu tư bán xong rồi bắt đầu với đất nền. Đất nền ở trong nội đô bắt đầu rồi bắt đầu với đất vùng ven. Đó, quy trình bao giờ như thế, 10 năm vừa qua là như thế và 10 năm tới đây nó cũng sẽ như thế thôi. Chẳng qua là nếu 10 năm tới nó có khác, nó khác cái gì về luật, đó là có thể đánh thuế ngôi nhà thứ hai thứ ba, bất động sản thứ hai thứ ba, hoặc là hạn chế tối đa việc phân lô bán nền, thì cái đấy có thể khác về luật thôi, nhưng mà cái đấy thì tôi nghĩ rằng cũng chưa ngay được đấy, nó có thể hạn chế thôi chứ không thể cấm được. Thế nên là 10 năm tới nó cũng như thế thôi. Còn bây giờ đương nhiên là tập trung vào sao, đương nhiên là tập trung vào bất động sản có giá trị sử dụng à, không là phải nó có giá trị sử dụng à, với những người mua ở thực thì các bạn hay nói là người mua thực ấy, là giá trị sử dụng. Còn với những người mua đầu tư thì phải có dòng tiền à, thì gọi là bất động sản có giá trị sử dụng, nhớ chuyện như vậy. Thế nên các bạn là không phải, và không phải các bạn biết rằng là cái cơ hội uptrend ấy là 10 năm có một, thậm chí là 15 năm mới có một lần, thậm chí là có những cái uptrend lớn như những năm vừa qua thì phải 25 mới có một lần các bạn nhé. Thế là bạn nào mà tận dụng được cơ hội thì lên rất là nhanh.
còn bạn nào mà không tận dụng được thì đương nhiên là nghèo đi rất là nhanh. Đấy, đấy là điều đáng rất đáng tiếc. Giá mà chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn, giá mà chúng ta có Đúng nhiều rồi. người dạy chúng ta nhiều điều những điều như vậy hơn thì các chắc chắn là các bạn sẽ khác. Thì đời người ấy, một đời người ví dụ tôi cứ cho là 20 năm một lần up trend lớn đi, thì đời người chỉ đâu đó trải qua được 2-3 lần thôi. Đấy, thì những cái lần này là cái lần mà phân biệt rõ giàu nghèo và có cơ hội lên giàu nhanh nhất và cũng có cơ hội trở về nghèo nhanh nhất. Nó giống như cái vượt vũ môn ấy. Đấy. À, có một bạn em thấy anh Minh cũng có biết về cái thị trường ở trong Kỳ Anh Hà Tĩnh. Thì có một bạn đang hỏi về thị trường Kỳ Anh Hà Tĩnh giá 5 đến 6 triệu trên một mét vuông thì anh đánh giá thế nào ạ và giờ có đầu tư được không? Thực ra thì bản thân tôi cũng đã đầu tư ở Kỳ Anh Hà Tĩnh từ lúc nó giá nó khoảng tầm triệu đến 2 triệu đến 3 triệu một mét, mà bây giờ vẫn thực tế là bây giờ tôi vẫn còn ở đấy. Đấy, nếu mà so với mức giá gọi là gần nó khu công nghiệp lớn cả nước thì cái giá ở Kỳ Anh nó vẫn còn rẻ, tức là 5 6 triệu. Tôi nói ví dụ như có thể so sánh với VinFast Hải Phòng đi, hay là so sánh với các cái khu công nghiệp gần Bắc Giang như Quế Long đi, đúng không ạ? Quế Long bây giờ các gần khu công nghiệp Yên Phong, Lọ Chai thì nó cũng phải gần khu công nghiệp Quang Trung à, Vân Trung à. Đấy thì nó cũng phải 15 15, 20, 30 đúng không em? Thậm chí là 40, Vâng, 50 đúng không đúng ạ? rồi. Chứ như vậy nếu mà so sánh một cái thứ như vậy, tại vì đầu tư chứ không phải so sánh mà tương lai không ai đoán trước được, chỉ có dự đoán thôi. Thì rõ ràng với mức giá 5, 6 triệu là còn rẻ, tức là còn đầu tư được. À, rẻ không chắc nhưng còn đầu tư được. À, nhưng mà Ừ, đương nhiên là nếu mà so về dân quy đúng mô rồi. dân số, ví dụ Hà Tĩnh các bạn biết rằng các bạn biết một điều gì về Hà Tĩnh không ạ? Hà Tĩnh là phát triển dân số âm. Tức là như nào? Tức là gì, là Hà Tĩnh đẻ bao nhiêu dân họ đi xuất khẩu lao động hết, họ đi làm công ăn xa hết. Vì sao? Vì cái môi trường, vì cái điều kiện khí hậu, vì ngày xưa việc làm nó ít đúng không ạ? Thế nếu mà muốn nó phát triển cái giá rất là cao hơn thì phải nâng cao đời sống người dân lên, phải giữ người ta ở địa phương thì phải tạo ra cơ nhiều công việc làm. Cho nên là cái mức giá 5 6 triệu thì tôi có thể các bạn có thể kỳ vọng lên ở tầm 8 10 triệu, chứ không thể kỳ vọng như Bắc Giang được. Đấy, không thể kỳ vọng như ở Bắc Ninh được, không thể kỳ vọng như gần ở khu công nghiệp Hải Phòng được. Nó còn cơ hội đầu tư nhưng mà nó không còn là quá cao thôi, hoặc là phải chờ rất lâu. Thì đấy là cái chia sẻ cho bạn, tức là mình muốn biết tương lai của một cái mảnh đất nào đó thì chúng ta phải dự đoán, chúng ta phải so sánh được cái vùng nó tương đương đúng không ạ? Có rất nhiều những người xem đây là đang ở miền Đông nước Anh này cũng rất là muốn biết về 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 góc độ chia sẻ của anh Minh về thị trường ở miền Đông nước Anh. Cái miền Đông, cái Đông Anh thì các bạn có thể so sánh ngay với cả Gia Lâm bây giờ đúng không ạ? Thế Đông Anh nó thiếu cái gì ạ? Nó thiếu cái thứ triển khai thực tế thôi, thì nó phải chu kỳ sau đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn để so sánh giá đất, thậm chí giá đất Đông Anh còn cao ngang với Long Biên rồi, ngang với cả Đông Gia Lâm rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các cái dự án nó chưa triển khai, vì chính vì sao? Vì FOMO nhiều quá, vì đẩy nó nhiều quá. Đấy, tức là Đông Anh nó quá tiềm năng, nhưng mà tiềm năng quá vì quá nhiều dự án nó khai thác, quá nhiều dự án nó quây tôn, mà toàn dự án lớn cả, từ chung từ Vin, từ Sun, từ rồi là cái gì nhỉ, rồi là BRG, tức là những cái gì thậm chí là lớn nhất ở Hà Nội đều có ở đấy, nhưng mỗi tội là chưa triển khai. Đấy, rồi lên quận đúng không ạ, bao nhiêu lần dự lên quận đúng không ạ, rồi là có yếu tố về chính trị đúng không ạ? Thế ai biết điều đấy hết mà, vì vì ai cũng biết điều đấy hết, thế ông ra đẩy cái giá, thậm chí là giá cao còn còn vượt qua cả Long Biên, vượt qua cả một quận đã hình thành sẵn trên Long Biên. Đấy, thế nên là cái mức giá, rõ ràng là Đông Anh là đầu tư được nhưng mà tỷ lệ lợi nhuận nó sẽ không cao nữa. Tại vì bây Đúng giờ rồi. tức là trong 2-3 năm vừa qua cái giá họ đã đẩy lên, thậm chí còn trước khi mà thậm chí còn chưa có dự án nó đẩy lên thế bây rồi. Thế nên là nếu mà đấy đấy cũng là cái mà rất là nguy hiểm. Tại vì nhiều bạn cứ nói là cứ chửi rằng là gì, là các ông đẩy bất động sản lên cao quá người dân không mua được. Thế bây giờ nếu mà cái dự án bây giờ đất xung quanh bây giờ lên một năm 100-200 triệu một mét đúng không ạ, thì dự án nó phải bán tầm 200-300 triệu một mét là đúng rồi Đúng đúng không ạ? rồi. Ví dụ còn tôi biết rằng là dự kiến của ví dụ nếu mà Vin Đông Anh mà triển khai thì chắc chắn nó sẽ phải bán giá cao hơn Vin ở Long Biên rồi, bên Vin Gia Lâm rồi Bác. đúng không ạ? Đó, thì nó phải biệt thự khéo phải 150-200-300 triệu một mét thôi. Đó, vì cái giá đất nó tăng quá cao rồi, cái mặt bằng tăng quá cao rồi. Ôi mà Một cái thị trường mà cũng ở ngoài Bắc cũng rất là hot, mà hot nhiều năm nay rồi. Đó là thị trường ở trong ở Hạ Long, Quảng Ninh. Anh Minh nghĩ sao về thị trường này? các bạn chưa đọc quy hoạch mới nhất à, đúng không ạ? Nếu các bạn nào đọc mà quy hoạch mới nhất của tức là chúng ta hiện nay là đang họp để chốt lại quy hoạch năm 2030 đấy, chính thức đấy, thì gần đây có hai quy hoạch đó là Hải Phòng và Quảng Ninh. Các anh chị hoàn toàn có thể search trên mạng được cái thông tin này, vừa vừa ngày hôm qua thôi, vừa ngày hôm qua trên báo nói thôi.
Thì Quảng Ninh và Hải Phòng thì đúng là nó chỉ sau mỗi Hà Nội thôi. Đấy, về mặt tiềm năng về phát triển đấy, đúng không ạ? Nó chỉ sau mỗi Hà Nội thôi. Thì tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với các bạn trẻ là từ ngày xưa rồi, từ 2 năm nay rồi. Nếu bạn nào mà cảm thấy Hà Nội khó, nếu các bạn nào ở thấy Hà Nội khó sống quá thì hãy ngay lập tức về Hải Phòng và Quảng Ninh. À, thì các bạn có thể nhìn lại Hải Phòng Quảng Ninh nó giống như Hà Nội 10, 10, 15 năm về trước. Thì về đấy chúng ta lại có những cơ hội. Đấy, về kinh doanh, về dịch vụ, về mua đất, mua cát, về đầu tư, đúng không ạ? Thế còn Hải Phòng thì các bạn biết rồi, nó là tam Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, nó là tam giác vàng kinh tế rồi. Quảng Ninh thì phát triển về du lịch, về cửa khẩu đấy, đúng không ạ? Rồi là về công nghiệp. Còn Hải Phòng thì nó là thủ đô của cảng, nó gọi là trung tâm của cả miền Bắc này rồi. Cho nên là về tương lai thì đất nước chúng ta, các bạn biết rằng đất nước chúng ta hiện nay là chuyển từ giai đoạn tài nguyên thô, đấy, rừng bán than, rừng khai thác quặng đấy, đúng không ạ, chuyển sang giai đoạn gì, công nghiệp, đúng không ạ? Thì đang chuyển sang giai đoạn công nghiệp. Các bạn thấy rằng nếu các bạn nào để ý thì mấy năm vừa qua thì khai thác công nghiệp quá là nhiều, đúng không ạ? Các cái quy hoạch về công nghiệp quá là lớn, thì càng nhiều khu nghiệp thì càng liên quan xuất nhập khẩu, và càng xuất nhập khẩu nhiều thì càng gì, liên quan cảng biển đấy. Và rồi các bạn thấy VinFast, các bạn biết là VinFast xuất ô tô đi từ đâu không ạ? Đấy, từ Hải Phòng thôi. Thì sau này các cái nền, sau này các cái sản xuất lớn cũng như vậy thôi. Nên là Hải Phòng thì nó quá nhiều điều thứ để phát triển, quá nhiều điều kiện phát triển. Quảng Ninh như vậy. Nên là tôi cũng chỉ khuyên là các bạn, nếu các bạn nào mà còn trước đây chúng ta cứ di dân lên Hà Nội nhỉ, như anh em chúng ta là hay di dân lên Hà Nội, vì điều kiện học hành mới là nghĩ ở đấy. Sao lúc đấy là tưởng tượng là trên Hà Nội là lo hoành tráng nhỉ, dễ kiếm việc làm, rồi dễ kiếm ăn, rồi đổi đời, đấy mấy cái lý do chính như thế. Đấy, nhưng mà Đúng. thực tế bây giờ tôi thấy là gì, là nếu mà có một cái khoảng cách nào đó giữa Hà Nội hay là Quảng Ninh với Hà, giữa Hải Phòng Quảng Ninh với Hà Nội thì đó chỉ một cái khoảng cách rất nhỏ đó về y tế thôi. Còn về ăn chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm, mua bán, du lịch loại trai thì thậm chí là Hải Phòng và Quảng Ninh nó còn hơn. Nó chỉ thiếu một ít về y tế và thiếu một ít về gì, về giáo dục thôi. Đúng chưa? Thế nên là chúng ta Đúng hoàn rồi. toàn có thể. Bản thân em cũng có những cái trải nghiệm sống ở Hạ Long, ở Bãi Cháy, ở Quảng Ninh hay là ở Hải Phòng rồi. Thì cũng thấy là mọi thứ đều rất ok. Đúng là chỉ thiếu một cái dịch vụ về y tế, về những cái việc mà chăm khám hay điều trị những cái bệnh nặng. Đúng Những cái rồi. bệnh mà phải đầu thì là chưa có. Nhưng mà để bản thân một người trẻ để sống, để phát triển, để lập nghiệp. Thì nếu mà không phải là Hà Nội thì chắc chắn là em cũng sẽ chọn ở Quảng Ninh hay là ở Hải Phòng. Đúng rồi, đấy là cái đấy là nếu mà nhiều bạn tệ, thế anh bảo là gì, nhiều bạn trẻ mà cảm thấy nó khó sống quá Hà Nội mà một cái phấn đấu nó hơi bị gọi là hụt hẫng, thì nếu mà chọn một cái thành phố mà để có nhiều cơ hội thì có thể về Hà Nội, về về 2 tỉnh đấy. Thực ra thì bây giờ thì các bạn biết rằng cái online đây nó giống như chúng ta đang dùng cái điện thoại live stream đây. Ông Long biết đang ngồi đâu, còn tôi thì đang ngồi dưới, bạn có đang mặc quần đùi đây, ví dụ thế, thì chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền, vẫn sống được đó, đúng không ạ? Tức là gần đây thì gần như ở đâu cũng thấy được. Các bạn trên trên TikTok là rất nhiều bạn bây giờ thậm chí là về những vùng sâu vùng xa live stream bán trâu khô, thịt trâu, hay là bán đặc sản địa Đúng phương cũng đều ok mà, đều ok mà. Hoặc là những cái bạn mà chui vào rừng hoặc là chui ra đảo làm quay vlog thì cũng đều thu nhập rất là tốt đó. đúng rồi. Thì rõ ràng là thế, nếu mà thứ nhất là nếu mà trụ lại được Hà Nội và Sài Gòn thì vẫn là ok nhất, vì nó vẫn là trung tâm, ngay như các cái thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh hay là Tokyo thôi, đúng không? Hay là Seoul. Tức là tại sao các cái trung tâm thủ đô nó bao giờ rất là đông. Nhưng mà nếu không sống được thì chúng ta có thể về các thành phố mà sắp phát triển hoặc cực kỳ phát triển sau này, như thành phố cảng. Đấy, các bạn nào xem bóng đá Anh thì biết rồi, Liverpool đúng không? À, hoặc là Hamburg của Đức. À, đều những thành phố cảng cực kỳ phát triển. Còn về du lịch thì Quảng Ninh quá tuyệt vời. Bây giờ các bạn biết rằng là Quảng Ninh bây giờ có cả sân bay riêng nữa, thì bay đi đâu trên thế giới bay đi đâu cũng được, biển núi có đủ cảng. Thay đổi thôi, tóm lại là chúng ta cần phải thay đổi tư duy ấy. Như anh Minh nghĩ sao về về cái việc mà đầu tư bất động sản tại Quảng Ninh thời điểm này nữa? Tại vì nhá, em thì em cũng có theo sát và cũng có bán một số các sản phẩm ở Bãi Cháy Hạ Long. Những cái thời điểm mà 3 năm trở đây, khách hàng mua những cái sản phẩm như là kể cả đất nền hay những sản phẩm liền kề biệt thự, thì cái biên độ tăng giá của nó gần như là rất là thấp so với các tỉnh thành còn lại ở trên ở khu vực miền Bắc này này. Thì liệu là trong tương lai, ok, Hải Phòng, ok, Quảng Ninh là những cái nơi mà sẽ được tập trung nguồn vốn phát triển rất là mạnh. Thì cái biên Rồi. độ tăng giá tương lai thì anh nghĩ sao? Ok, cái câu hỏi rất dễ trả lời thôi, vì thực ra anh trả lời rất nhiều lần rồi. Ở trên vừa rồi có một cái bạn tôi đọc qua comment ấy, là bạn ấy nói rằng là sao, tại sao anh toàn nói về quá khứ thế? Tại sao anh toàn nói chuyện xảy ra rồi thế? Ok, tôi sẽ nói cho bạn những xảy ra trong tương lai.
Thực ra Hải Phòng và Quảng Ninh thì tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, các bạn nào có thể search lại YouTube ở trên kênh YouTube ấy, chia sẻ 25 thẻ đây rồi đúng không ạ? Thế tại sao cái bất động sản bay cháy bây giờ rất nhiều người có hai câu như em, một là nhiều người như Long nói, như nói như Long đó là không tăng giá trong 2 năm vừa qua đúng không ạ? Cái thứ hai là xây nhiều thế đúng không ạ? À, thì chúng ta phải có mấy thứ. Thứ nhất là gì, là khi mà bãi cháy vừa lên trong 2 năm vừa qua thì dịch bệnh xảy ra đóng cửa bên dưới đúng không em, đóng cửa bên dưới dịch bệnh xảy ra thì đương nhiên là du lịch cần có phát triển đúng không ạ, tàu không đến được, du lịch không phát triển được. Cái thứ hai nữa thì rõ ràng là trong 2 năm vừa qua thì không thể tăng giá được cái số lượng đấy, nên là chúng ta thấy gần như đang bỏ hoang đấy, gần như chắc đang bỏ hoang đấy. Nhưng mà cái đấy là vì phát đấy là thành phố du lịch, thì đấy chúng ta hãy nhìn ngược lại những cái năm mà ví dụ 2019, 2018, xem một năm là Quảng Ninh đón bao lượt khách. Quảng Ninh nói chung và người mọi người các bạn biết rằng là đến Hạ Long là chính 60-70%, 70-80% là đến khách hàng đến bay cháy đúng không ạ, đến Hạ Long. Thế họ ở đâu? Thì rõ ràng là trong 2 năm vừa qua thì mọi thứ đã rất là xấu, từ đóng cửa biên giới Trung Quốc không giao thương được đúng không ạ, rồi là liên quan đến vấn đề về đường biển khách đấy không đến được đúng không ạ, rồi là sân bay khai trương xong thì gần như là gì, không sử dụng. Đấy, cái sân bay là cái kỳ vọng rất lớn thì lại không sử dụng được đúng không ạ. Đấy, kinh tế suy thoái thì rõ ràng nếu nếu mà có một cái thời điểm nào tốt nhất để mua bãi cháy bây giờ thì theo tôi nhé, đây theo ý kiến nhân dân tôi thì đó chính là thời điểm bây giờ đúng không ạ. Thế 3 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa thì thế nào, thì hiện nay là những cái nhà đầu tư bắt đầu mua và chán và cắt lỗ như Tuần Châu ạ, thế đó bãi cháy ạ. Thế thì nếu mà các bạn tính là 1 năm, tôi nhớ không nhầm là 1 năm hình như là khách quốc tế đến Hạ Long đâu đó phải tầm thằng mấy trăm đến 1 triệu người, mà tôi nhớ không chính xác lắm. 1 năm mà Quảng Ninh cũng đón mười mấy triệu lượt khách, chỉ là 9 triệu, 8 triệu, 8-9 triệu lượt khách, không hề ít. Đấy, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái thời điểm này là nó cái thời điểm 2 năm vừa qua nó hội tụ đầy đủ những yếu tố gọi là khó khăn nhất trong ngành du lịch này. Đúng không ạ? Như Sau dịch bệnh. anh Minh, em lại có một cái quan điểm để nói như này. Khi mà câu chuyện là đặt ra là cái việc mà bứt tốc tăng giá về bất động sản ở ở bãi cháy ở Hạ Long ấy, nó phụ thuộc rất nhiều về câu chuyện là về về du lịch đúng không? Thế nhưng em Đúng. thấy rằng là ở Quảng Ninh bây giờ thì rất nhiều các thành phố, các huyện ấy, của Quảng Ninh ấy, cũng đang tập trung để phát triển du lịch. Vậy thì khi mà khách hàng đến với Quảng Ninh thì họ sẽ có rất nhiều các sự lựa chọn. Họ đi Vân Đồn được này, họ xuống Cẩm Phả cũng được này. Đấy, mà bây giờ lại chưa kể là bãi cháy Hạ Long. Đấy, nó có rất nhiều các sự lựa chọn. Thì đương nhiên là cái nguồn khách hàng họ sẽ đến những cái nơi đấy thì nó sẽ không tập trung vào vào bãi cháy nữa. Đúng không ạ? Thì trước đây có thể họ tập trung vào bãi cháy nhưng bây giờ thì họ xuống dưới Vân Đồn, nay mai có cả những cái sản phẩm của Sonaci Vân Đồn hay là những cái sản phẩm của Sun Group chẳng hạn thế, hay là Phương Đông Vân Đồn đấy, họ sẽ có rất nhiều các sự lựa chọn. Thì em nghĩ rằng này là kể cả sau này khi mà thị trường hồi phục đi chăng nữa thì cái biên độ tăng giá ở những cái nơi như là bãi cháy như là Hạ Long thì nó cũng sẽ rất là thấp. Ok, thì mọi người biết rằng đấy thì cái Hạ Long có vấn đề của đó là cũng phát triển nhiều thành phố quá, một cái tỉnh mà nhiều thành phố nhất thì, một cái tỉnh mà nhiều thành phố nhất Việt Nam. Cái thứ hai là dọc biển cũng khá là dài. Đầu tiên là đến Tiên Yên đúng không ạ? Đấy có Hạ Long Xanh, rồi là đến Hạ Long, đến Cẩm Phả và đến Vân Đồn như em nói, và thậm chí đến Móng Cái. Và hiện nay là cái đường bao biển đã xong. Nhưng mà tất cả trong các điểm đấy ấy, thứ nhất là cái lượng khách nó vẫn hoàn toàn lấp đủ vì chúng ta chưa được trải nghiệm lượng khách Trung Quốc. Đúng chưa? Trong 2 năm vừa qua, và chúng ta chưa được trải nghiệm hết công suất của các sân bay, chuẩn chưa em? Nếu mà em hỏi 10 người ở trong Hồ Chí Minh miền Nam thì đến 9 người họ thích ra Hạ Long, cái đấy em phải test đúng không ạ. Thì chúng hai cái thứ, Đúng hai cái nguồn khách lớn nhất thì chúng ta chưa được gì, chưa được chứng kiến lần nào, chuẩn chưa? Ok rồi, cái thứ hai nữa là trước đây khách quốc tế chúng ta chưa được test vì trước đây Hạ Long chưa có cái điểm gì để vui chơi giải trí cả, nên khách quốc tế chúng ta không được test. Trước đây là khách quốc tế chỉ đến diện trên vịnh rồi đi về, chuẩn chưa? Có một hai trong hai cái địa điểm mà khách quốc tế đến Việt Nam đều nhớ, đó là Hạ Long và Hội An, nhớ trên trong đầu như vậy. Còn Phú Quốc hay là Lọ Chai chỉ là thị trường mới nổi thôi, chuẩn chưa? rồi. Cái nữa Là rằng hai là hiện di sản văn hóa. rồi, cái thứ hai nữa là gì, là kể cả bây giờ Vân Cẩm Phả hay Vân Đồn trong vòng, anh nói em là trong vòng 5 năm tới cũng chưa có cái gì cả, chưa thì bao giờ đánh lại Hạ Long được. Vì sao? Vì bây giờ nếu từ Cẩm Phả về Hạ Long mất có 20 phút, thậm chí là từ Vân Đồn về Hạ Long mất bao nhiêu phút, mất có 40 phút, thì nếu thậm chí họ có lên đây chơi vì tiện ích dịch vụ không có gì cả em không ạ. Có thể làm một khu nghỉ dưỡng rất là nhanh, ok tôi có thể xây trong năm, tôi bán xây một trong một năm luôn. Anh hỏi em bây giờ, họ em ra Vân Đồn chơi, em ăn cái gì, ăn uống cái gì ở ngoài đấy, em chơi cái gì ở ngoài đấy, em có công viên không,
Em có giải trí không? Em có phố đêm không? Em có ba sàn không? Không có đúng không ạ? Em có du lịch trên trên vịnh trên đêm không? Không có đúng không ạ? Thì những cái thứ đấy thì cái anh nói em, kể cả Vân Đồn hay là Cẩm Phả, thì đâu lấy mà Cẩm Phả thì còn ăn thua nữa nhé. Tại vì từ Cẩm Phả về người ta phải đến là Cẩm Phả chơi xong chiều về luôn được, Đúng rồi, Cẩm Phả rất là đúng gần chưa? Hạ Long. À, còn Vân Đồn anh nói chỉ một tiếng thôi nên nhớ như thế. Thế nên mà Vân Đồn để mà có đầy đủ tất cả các cái tiện ích như Hạ Long hiện nay, vì Vân cái mấu chốt nhất của Vân Đồn là không có dân, em hiểu vấn đề không ạ? Có dân thì có dịch vụ, đúng chưa? Nhưng tất nhiên là đấy là cái bài toán dài, vì săn ở đây quy hoạch đấy mấy nghìn hecta đấy chuyện khác, nhưng trước mắt trong vòng mấy năm tới anh nói em là không đâu, kể cả tất cả cái thứ kia không thể so sánh với Hạ Long được, và kể cả với lâu dài thì Hạ Long vẫn là nhất. Nếu mà lâu dài thì chúng ta lại còn mấy con khách kia nữa, nhớ chưa? Thì cái số lượng bất động sản thế này vẫn không đủ. Đấy, cái người mà ví dụ nhà Bắc Giang, thì ví dụ tôi ở Hải Dương, ông Long ở nhà Bắc Giang, anh ở Hải Dương anh sẽ không bao giờ anh đến Bắc Giang để mua đất, mua làm gì đúng không ạ? Nhưng anh ở Hải Dương, người Hải Dương, người Bắc Giang, người ở Bắc Ninh, người Hải Phòng sẵn sàng ra gì Hạ Long, Quảng Ninh. mua đất, đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái đấy công nhận không? Đó thì sao, vì nó có biển. Thế cả miền Bắc, anh nói em miền Bắc này thì cái tỉnh nào mà có biển đẹp nhất? Nó chỉ có Hạ Long thôi, có thể một ít Cát Bà, một ít Đồ Sơn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà không đấy, thì đấy là cái thứ chúng ta phải phân tích tổng quan như vậy thì chúng ta mới ra là thấy được cái tiềm năng của nó được, thì đấy là cái tư vấn đầu tư. Thế là cái thời điểm anh nói thật là cái thời điểm một cái thời điểm này là cái thời điểm, hoặc là đến chúng ta có thể chờ thêm thời điểm này và thậm chí là sang năm là cái thời điểm mà mua rất tốt. Đấy, mua rất tốt ở Hạ Long thì lúc này người ta chán này. Các bạn nhớ rằng là kinh tế phục hồi nó giống bắt đáy chứng khoán thôi, hay giống bắt đáy các thứ khác thôi. Đấy. Mới hai là cái giá trị của sản phẩm Hạ Long là giá trị sử dụng thật. Thế tuần nào em đi chơi cũng được. À, tuần nào em đi cũng được. Bố mẹ em đi, họ hàng em đi cũng được, rất là nhanh, rất là nhẹ. Nhẹ nhàng như không? Đấy, Phú Quốc hay Nha Trang thì phải một năm đi một lần, hai lần, ba lần đấy chứ, đúng không ạ? Nhưng Hạ Long là tuần nào đi cũng được. Đấy, có biển, có núi, có khoáng lóng, có lọ, có chai, rất nhiều thứ, có sân gốp, có trên biển. Đấy, rất nhiều thứ. Nên là tóm lại là phụ thuộc vào tầm nhìn của mỗi người thôi. Đấy, là những cái tầm nhìn anh đã nhận xét, anh đã phân tích từ trước rồi. Anh nói là chưa nơi nào đen như Hạ Long. Vì sao? Vì khai trương sân bay xong dịch bệnh. Đúng không ạ? Đấy, phát triển các cái khu nghỉ dưỡng để đón các bạn. Nếu mà mình quay lại trở lại ngược lại năm 2015, 2016, 2017, 2018 thì các bạn sẽ thấy là khách Trung Quốc đông như thế nào, khách Hàn Quốc đến Hạ Long đông như thế nào và khách quốc tế đến Hạ Long như đông như nào. Thì thời đấy là gì ạ? Thời đấy là gì ạ? Là không có bất cứ một cái gì dịch vụ gì cả. Đúng không ạ? Nên là không phải bỗng dưng Sun hay là Vin họ đã tính toán hết cái việc đấy để mà có để mà đón được lượng khách lớn, đúng không ạ? Có nhiều thứ, tóm lại là nhiều thứ, thì đấy là chia sẻ cái tầm nhìn của anh là như thế. Ok. Hôm nay nhiều người comment đấy nhở, đấy may quá. Trong mấy năm vừa qua thì đất ở đâu cũng tăng chứ không riêng chỉ Hải Phòng, hay là hầu đất ở đâu cũng tăng Đúng rồi, đất ở động tăng. chứ không riêng. Vấn đề là chúng ta bây giờ là vấn đề của chúng ta chọn cho làm còn tăng nữa thôi. Thế còn vì là các bạn biết là mỗi một năm in tiền nó mất, mỗi một năm Việt Nam mình in ra thị trường 12% cơ mà. Thế là các bạn không làm gì để tiền không có mất 12%, mất 12%. Nếu các bạn gửi ngân hàng bình thường 6-7% thì các bạn mất 6%, ví dụ như thế. Đúng không ạ? Đấy, thì các bạn biết rằng nếu mà các bạn bắt buộc nó phải tăng thôi. Ở Hoàng Anh sao Việt 2,5 tỷ mua nhà phố hay là chung cư ở khu vực Trần Duy Hưng ạ? À, cái này thì lúc lễ ban lễ anh Minh với ở Long cũng có chia sẻ về câu chuyện là mua nhà phố hay mua chung cư á. Thì nói cái câu chuyện xoay quanh cái câu chuyện là thứ nhất là về cái vốn của bạn, và cái thứ hai là cái mục đích mua của bạn là gì. Đấy, với những người mua những bất động sản đầu tiên, những người trẻ chẳng hạn đấy, thì với một cái số tiền lên tới là tiền tỷ chẳng hạn như vậy, thì họ thường có cái suy nghĩ là hơi 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 tham, là muốn là được cả hai. Thứ nhất là vừa có chỗ ở tốt, thứ hai là cái chỗ ở đấy của mình lại không bị giảm giá và thậm chí là phải tăng giá tốt đấy, thì cho nên nó đang bị mập mờ giữa hai cái là cái sản phẩm căn hộ chung cư và cái sản phẩm là nhà phố đấy. Thì theo mình nghĩ là bạn nên đặt cái mục tiêu cho mình ấy, là mình chọn về cái chất lượng cuộc sống trước hay là mình chọn về cái việc mà mình có vốn đấy, là mình đầu tư cho cái việc mà cơ hội tăng giá của mình, cơ hội tăng giá bất động sản. Thì khi mà bạn chọn được cho mình cái mục đích chính của mình rồi thì bạn sẽ biết là mình nên mua cái gì. Tóm lại là nếu mà muốn mua nhà Hà Nội thì hỏi vợ, tại vì đa phần đàn ông có quyết định đâu. Đấy, đúng không?
Đấy, bây giờ chúng ta cái thằng đàn ông mà cần cả đời đi làm thuê mà mua cái nhà hoặc là thế bây giờ em thích nhà em bao giờ cũng sẽ hỏi vợ là em thích nhà như nào, đấy con học ở trường nào, thế thằng tức là đàn ông là xếp sau chó mà đấy, như ở bên châu Âu đàn ông xếp sau chó mà đấy khổ lắm các bạn ạ, cho nên nếu các bạn mua nhà để ở thì đàn ông là thằng đi hỏi hay thằng trả tiền đấy, nhưng mà khéo yêu cầu lớn nhất là của bà vợ và của các con, bao giờ cũng thế là gì em đi làm mua cái nhà mà gần chỗ vợ em đi làm, hay là bao giờ cũng thế là mua gì là à, gần cho con em đi học đấy, không bao giờ hỏi mình đâu, còn chúng ta có đàn ông con trai có thể đi làm đầu thành phố cuối thành phố được đấy, thì thường là như thế, nên là tốt nhất là nếu mà 2,5 tỷ mua nhà phố chung cư thì về hỏi vợ đấy, đấy là nhanh nhất. Thì bây giờ vợ nó bảo mẹ tôi bây giờ tôi ông mà không có nhà tôi bỏ cái gì là đi mua nhà đầu tư cái gì nữa đúng không ạ, nên là gì là đầu tư nó phải là hai vợ chồng, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp là gì là vợ lằng lằng đòi mua nhà để ở, tức là không bây giờ bảo tôi bây giờ tôi đi tôi lấy anh bao nhiêu năm nay nhưng mà tôi không có nhà cửa gì cả, ông không để tôi cái gì cả, ông đi đầu tư xong ông mất ông mát làm sao đấy, thế là thôi đi mua cái nhà để ở, xong vài năm sau thì hơi hớt, sau vài năm thì hơi hớt một tí đấy. Thế mà bây giờ nếu mà thường là để mà ít khi vợ chồng nào mà có hai vợ chồng mà đủ cái tư duy là gì là mới lên làm bao năm bắt đầu đi đầu tư luôn á, vì sợ mất, vì đầu cái từ các bạn nhớ là cái từ đầu tư là bằng từ lợi nhuận trừ đi rủi ro. Đấy, tức là khi người ta nghĩ về đầu tư là phải nghĩ về rủi ro rồi, chứ không có cái đầu tư gì mà bạn chắc chắn 100% cả, các bạn như vậy thằng tất cả thằng nào cam kết 100% là thằng lừa đảo hết đấy, thế là đầu tư thì bao giờ cũng sợ mà, thế là các bà vợ thôi đầu tư làm gì, mua cái nhà ở đi ăn cư lập nghiệp đi đã đó, nên là như thế, thế nên là thôi đấy mà một còn còn phân vân thì về hỏi vợ là nhanh nhất. Có một câu hỏi nữa liên quan đến cái việc mà tín dụng và room của ngân hàng á, anh Minh trong tương lai và trong trong cái năm tiếp theo năm 2023 thì anh Minh có nghĩ sao về cái việc mà cái lãi suất nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và cái room tín dụng dành cho bất động sản vào năm 2023? Rõ ràng chúng ta thấy là cái động thái hiện nay của chính phủ, tức là các bạn biết rằng là có hai động thái quan trọng, tức là trên thế giới thì chúng ta phân tích rồi đúng không, tỷ suất và lãi đồng đô, rồi chiến tranh Nga Mỹ chiến tranh Nga Ukraine, rồi là Trung Quốc Zero Covid, rồi trong nước thì có cái động thái rất rõ ràng cái việc là gì là siết chặt về thị trường tiền tệ và thanh tra kiểm tra các dự án bất động sản đúng không ạ, tại vì liên quan mấy năm vừa qua các chủ tư là phát hành trái phiếu quá lớn và thậm chí là sai mục đích không tài sản đảm bảo, thì bắt đầu là chúng ta thấy là có cái dấu hiệu và cái việc này rất là lớn, các bạn thấy số cái tiền đáo hạn trái phiếu của năm 23 24 25 rất là lớn luôn, và không phải là ngày cái đấy là không phải ngày một ngày hai làm được, các bạn biết rằng hiện nay là giống như kiểu các bạn nào mà đang gửi ở tech các bạn thấy rằng các bạn mua trái phiếu gì ở tech ấy, thậm chí bây giờ các bạn là không được rút, thậm chí là không được rút quá 1%, tại vì các bạn biết rằng đây đang hiện nay đang thiếu tiền, các ngân hàng đang chạy đua để huy động tiền, chạy đua lãi suất để huy động cao để huy động tiền, tức là gì vấn đề với bản chất là gì là chúng ta đang gì là ngân hàng còn đang thiếu tiền đó, thì vì sao, vì các chủ tư thông qua các ngân hàng bán phát hành trái phiếu và hiện nay là đang phải gì đến hạn phải trả đúng không ạ, bây giờ các chủ tư không bán được hàng, môi giới thì lên trên đây ngồi chém gió như tôi ông Long đây bao nhiêu bạn thì kêu khó khăn, thì đương nhiên là các chủ tư không nguồn thu, chứng khoán thì bây giờ hôm nay ngày mà hôm nay vừa trong phiên đóng cửa chiều này mất hai mấy điểm đấy, sang tuần khéo về đỏ về dậy về 900 cơ, ví dụ thế, trái phiếu thì bây giờ không phát hành được, ngân hàng thì bây giờ còn thậm chí đến bây giờ ngân hàng người ta mất niềm tin đúng không ạ, đó thì bây giờ thì là cái vấn đề trái phiếu nó quá lớn không thể ngày một ngày hai làm được, thì đấy đầu tiên như vậy thị trường bất động sản như vậy, cái thứ hai nữa là room tín dụng thì năm nay các bạn biết là cứng phịch cứng năm phịch cứng là 14% rồi, sang năm cũng có 14% nữa nhưng mà lại không ưu tiên cho bất động sản, đấy điều chắc chắn đúng không ạ, sẽ không ưu tiên cho bất động sản, tôi đã làm video chia sẻ rồi, nó chúng ta không thể giống Trung Quốc được, Việt Nam các bạn biết là Việt Nam Trung Quốc là dự trữ là 3.000 tỷ đô la ngoại hối ấy. Thằng Nhật là hơn 1.000 tỷ đô la, thế là thằng Nhật nó giữ cái đồng yên rất là rẻ thì bản chất là nó quá mạnh, còn chúng ta mới dự trữ đâu đó là 80 tỷ đô la thì đã bán bao nhiêu, đã thu tiền về đã bán 30 tỷ đô la thị trường để ổn định rồi, bây giờ mà bán nữa là nguy hiểm đó, thì cái thứ đấy tôi chỉ nói các để rất cơ bản, có thể không chính xác lắm nhưng các bạn để hiểu cơ bản như vậy, thì rõ ràng là gì sang năm là sẽ ưu tiên tiền cho kinh doanh sản xuất và bất động sản, chắc chắn sang năm sẽ cần phải xử lý và thanh tra rất nhiều nữa, và chỉ nếu mà có làm được tốt nhất thì chỉ ổn động tức là gọi là ổn định lại thôi đấy, trấn an niềm tin và ổn định lại thị trường, tại vì các bạn biết là vấn đề là tiền đúng không ạ, vấn đề là tiền, vấn đề là sai phạm đúng không ạ, đấy còn rất nhiều vấn đề khác, và hai là cái dự án đúng không ạ,
Bây giờ các bạn, tại sao rất nhiều, tôi biết là tôi hiểu cái tâm trạng của rất nhiều bạn đang bức xúc chửi bọn tôi là cò, hay thậm chí là bây giờ bọn tôi đăng lên rất nhiều, bọn tôi là băng đăng bất động sản lên là rất nhiều người vào là coi cho bọn cò này chết đi, cho bọn thị trường bất động sản chúng mày chết bà chúng mày đi, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì lấy mấy năm vừa qua thực sự bất động sản tăng quá là kinh khủng, đúng không? Và làm cho nhiều người nghèo, đại đa số bộ phận người dân là không tiếp cận được, mà trong 5 năm 7 năm vừa qua thì đa phần là bán bất động sản cho người giàu, và bán bất động sản cho người giàu thì lại kéo bất động sản người nghèo tăng cao. À, như bây giờ ví dụ như Hà Nội Hồ Chí Minh là không còn nhà dưới 20 triệu, đúng không ạ? Không còn nhà dưới thậm chí là 30 triệu còn khó, nó là 20 triệu, đúng không Long? Đó, thì nếu mà chúng ta nếu mà nhà nước mà không kiểm tra, không xử lý, không thanh tra, không hạn chế, đúng không ạ, thì rõ ràng là rất nguy hiểm. Đó, nguy hiểm ở đây liên quan cục diện chính trị, liên quan nhiều thứ khác chứ không chỉ đơn giản là cái giá nhà không. Thì rõ ràng là chúng ta cần phải thấy gì ạ, là nó phải đâu đó, tôi hôm qua tôi trả lời phỏng vấn ấy, tôi bảo rằng là trả lời một cái báo cà vét, tôi nói rằng là gì, đâu đó lúc này lên nghỉ, lên dừng lại. Đấy, và rõ ràng chúng ta thấy rằng gì, là có động thái rất rõ ràng là các chủ tư lớn cam kết làm một nhà ở xã hội. Đấy, các chủ tư cam kết thì động với cùng với cái động thái của nhà nước nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nhà nước đang muốn gì, liềm lại, khống chế lại đi, các ông dừng lại đi tí đã, phát triển cho người, phát triển nhà cho đại bộ phận người dân đi, người giàu bây giờ tạm thời thế đã, đúng không ạ? Lúc này mình phải hiểu như thế là người giàu, ok mấy năm vừa qua chúng mày xây tương đối ở đây đúng không, ok dừng dừng lại đi đã, xây nhà cho người nhập thấp đi, người ta mua được đi đã thì ổn định rồi bắt đầu mới tiếp tục phát triển tiếp đó. Thì đấy, cái bạn hiểu cơ bản là như vậy, thì sang năm cái nguồn vốn của nguồn tín dụng dành cho bất động sản rất là ít, nếu mà có hỗ trợ, có giải cứu thị trường bất động sản thì ba phần sẽ bằng các cái chính sách, vì bản chất đất nước chúng ta là đất nước đang phát triển, không thể như Trung Quốc được, không thể bơm tiền ra được, đúng không ạ? Vậy thì em nghĩ rằng là cái điều mà cả toàn bộ năm sau thì đặc biệt là đối với các chủ đầu tư thì cũng vẫn là một năm rất là khó khăn đối với các chủ đầu tư mà phát triển các bất động sản dự án. Vì thực Đấy sự điều đương là nhiên. cái đúng không? Tại vì cái dòng tiền mà đa phần khách hàng ấy mà đi mua bất động sản dự án như kiểu là các sản phẩm liền kề biệt thự hay là sang hơn là các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng với cái số tiền nó cực kỳ lớn, giá trị Vậy bất động là sản nó rất lớn và phải đến 90 đến 95% là khách hàng dùng cái đòn bẩy tài chính là dùng từ ngân hàng. Đó mà cái việc mà room tín dụng dành cho bất động sản năm sau, một cái bức tranh nếu mà nó giống như anh Minh chia sẻ thì sẽ là một năm rất khó khăn với các chủ đầu tư. thế anh vẫn nói mà, thế bây giờ nếu mà bơm tiếp thì chết à, bơm tiếp rồi nó lại làm tiếp thì chết à, đúng không ạ? Đúng Đấy, rồi. với hai nguồn hàng bây giờ đang dư thừa quá nhiều, nó là dư thừa thì Đúng. hơi quá, nhưng mà đang phần ra phần là bán cho người giàu và thậm chí là bỏ hoang, đúng không, để không, đúng không ạ? Đấy, vì nó tăng cái giá trị là chưa được sử dụng ngay, thì còn vấn đề là gì, phải lấp đầy đã, còn chưa kể các cái dự án cấp mới, còn chưa kể các dự án cũ chưa kịp tiến độ, đúng không ạ? Đấy, thế nên là không, quan điểm cá nhân của anh ấy là năm 2023 là năm sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2022, tại vì thực Đúng rồi. tế chúng ta mới chỉ khó khăn được 6 tháng này thôi, nên là Đúng bất rồi. cứ một giai đoạn chu kỳ nào thì nó phải trải qua tối thiểu nhất là phải 25. Đấy, mà chúng ta mới trải qua nửa năm trơn thua, sang năm thì mới quan trọng, sang năm mới kinh khủng đó. Đúng rồi. Thì đấy là, nhưng mà đây em nhớ nha, tất cả mọi người nhớ đây là cái quan điểm cá nhân của tôi chứ không phải là nên là mọi người tham khảo thôi. Đấy, cũng không phải. Thế còn rõ ràng là lúc nào thì cũng có cơ hội hết, lúc nào thì cũng có cái cơ hội để kiếm tiền, lúc nào cũng có cái cơ hội để làm giàu, và lúc nào cũng có cái cơ hội để chúng ta làm ăn đó. Hiện nay các chủ tư các dự án còn nhiều dự án mà, ví dụ như Aqua thì có cả nghìn hecta đúng không, các dự án là nghìn hecta bán hết đâu, bây giờ xây Đúng mới thì rồi. bán cho ai nữa, đúng không ạ? Thế Vin Vin bây giờ có rất nhiều dự án quanh Hà Nội mà đã xong pháp lý rồi, đúng không ạ? Đó thì để bán đó. Một cái dự án anh Minh vừa nhắc đến Vin thì em lại nhớ đấy có một vài dự án ở Vin, đặc biệt là Vinhome Ocean Park 1. Từ thời điểm đầu năm đến thời điểm bây giờ thì giá ở so với thời điểm đầu năm nó có thể giảm đến tới là 30% rồi. Thì anh nghĩ sao khi mà thời điểm này là anh có nghĩ là thời điểm này là cái thời điểm mà có thể bắt 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 đáy và mua vào ở cái sản phẩm Vino Ocean Park 1 không? Thứ nhất là chúng ta thấy mà đây là chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất là giảm giảm lãi, đúng không, chứ không phải cắt lỗ, Giảm đúng lại không? đúng không? Không phải cắt lỗ. Cắt lãi không phải cắt lỗ, thì chúng ta phải hiểu bản chất như vậy, Lại. chúng ta phải hiểu rất rõ bản chất đó là cái giá gốc, chúng ta phải lấy cái giá gốc. Và ví dụ một căn song lập đi, làm căn song lập 150 mét đi, thì nó hỏi ngày xưa chỉ khoảng 13 14 tỷ thôi, chuẩn chưa? Đấy, và cứ cho là không cả lãi suất ngân hàng đi, thì nếu mà đúng ra nếu mà tăng theo đúng thị trường thì đâu đó nó chỉ bây giờ chỉ khoảng tầm 15 16 tỷ thôi. Đấy, sau 25 mà, đúng không ạ? Nhưng mà nó thay vì đó nó lại lên 30 tỷ, lên 32 tỷ.
xong bây giờ còn 22 tỷ, còn 24 tỷ, đúng không ạ? Thì đấy là điều hơi vô lý. Hiện nay là đang là gì, mới đang là cắt cắt lãi thôi, chưa lỗ đấy. Còn cái việc của bắt đáy ấy, thì lại tùy thuộc vào mỗi người. À, cái bắt đáy thì có người, bây giờ cái người mà cần tiền thì họ rẻ là giá là ông bán. Bây giờ nó dí tao vào cổ mày không trả tiền, tao giết mày luôn thì giá là trả bán. Dí tính mạng hay là giữ bất động sản, đúng không ạ? Đấy, thì nó rất là khó. Cái quan điểm của anh là thị trường như như vừa phân tích thị trường ấy, nó chưa khó khăn đến mức như vậy. Sang năm nó mới cao, và đặc biệt là sang năm cái giai đoạn mà Chưa lãi suất khăn vỡ, khăn tức là là quan trọng lãi suất nhiều nhất, tức là sang năm cái đến đến cái hạn mà nó rất nhiều nhất, đúng không ạ? Đấy, mà sang năm nữa là khi mà nguồn hàng này, rồi là nguồn nguyên liệu này, đấy, nó sẽ nhiều người, sẽ rất nhiều người sẽ thất nghiệp. Đấy, vì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục zero covid, các bạn được xem mấy video gần đây là cho Trung Quốc nó còn đóng cửa luôn, đúng không ạ? Thì nó tương đối là khó khăn, nó lại tương đối khăn. Thì theo anh thì cái việc bắt đáy thì nó là cái túi tiền của mỗi người thôi, mà cái quan điểm của mỗi người. Vì bắt đáy là chúng ta, nếu chúng ta mua giá chủ tư thì là giống nhau hết, là có giá chủ tư thì ông quan hệ đến mấy thì ông có thể giảm được một tí, đúng không ạ? Đấy, ông nọ ông cha giảm một tí, nhưng mà ông bắt đáy thì nó là vô cùng. Đấy, có người ví dụ là cùng một căn, có người cần cao bán rẻ 5 tỷ, nhưng mà có người không cần thì không một đồng nữa không bán. Nhưng nếu mà có người sắp chết rồi thì kéo 10 tỷ ông bán. Thế nên là hay là bây giờ tôi mua, bây giờ tôi bây giờ tôi, ví dụ anh mua chẳng thế, và anh mà có vài trăm tỷ thì việc mà tranh nhau 1-2 tỷ thì nó lại bình thường quá. Đấy, thì cái bắt đáy là tùy vào mỗi người và tùy vào mỗi khách hàng chủ bất động sản chúng ta gặp. À, để mà có phù hợp được. Thế, ví dụ bắt đầu ví dụ ngày hôm qua hôm kia có bắt đầu có những, tôi thấy là có những người bạn tôi bắt đầu mua vào rồi, nhưng mà tôi thì bản thân tôi đánh giá là vẫn còn cao. Thế là quan điểm của anh như thế. em cũng nghĩ là cao ấy, tại vì cũng nhiều sự lựa chọn mà, ngay Ocean Park 1 có Ocean Park 2 hay là thậm chí là Ocean Park 3, nguồn hàng cực Tại vì kỳ tôi nhiều là luôn. vì số lượng nó khoảng 20 mấy nghìn căn cơ mà không ít. Dạ, cực kỳ nhiều. Ô, chắc là thế nhỉ, chắc là hôm nay anh em mình thấy Ok. may quá, có em Long thì thoảng có lớp này, cái dạng này hơi mới. Đây là lần đầu tiên tôi livestream theo kiểu như này, anh không rõ thì anh mời em vào đây có may quá. Ok anh. Rồi, cảm ơn anh Minh. Chào anh Rất là Minh, cảm chào mọi ơn người. cả nhà. Rồi. Hôm nay có 336 người xem luôn, bao giờ bất động sản mà có 5.000 người xem là hơi bị Đúng hot luôn rồi, một là đang, hai là up trend. đấy nhỉ. Để anh chụp, lại cái ảnh cái không thì nó để tí anh em mình share nhau đấy. Tức là bình thường thì không nghĩ rằng là bất động sản đấy, bất động sản sẽ giảm thì đúng rồi, sang năm còn khó khăn nữa, đúng rồi. Chờ anh tí đấy. Em nghĩ là những cái Q&A, những cái buổi Q&A livestream như thế này của em và anh Minh là cũng mang lại được khá nhiều cái thông tin dành cho những cái người xem á. Cũng hy vọng rằng là sẽ có thêm những cái buổi như thế này nữa. Em nghĩ rằng là cũng có một cái phần Thì nào mọi người lần có sau thể mà lần sau em mà livestream em lại mời anh. lần sau livestream là chỉ có hai anh để hai khung này thôi, giờ anh đang để Anh 6 khung như bây kiểu giờ họp họp Zoom ấy. anh còn không biết là để như nào luôn, tại vì anh vừa bật lên nó thấy nó bốn phòng là anh mời em luôn đấy chứ, anh có biết để đâu. Đấy, theo rõ Ok ràng là bây giờ nó cũng đấy, tức là anh cũng là dân công nghệ mà nó còn bây giờ nó còn khó khăn với anh như thế đấy. Anh nha, chờ anh này. Mọi người có thể chia sẻ giúp cái livestream để cho nó đúng. Đấy, để chụp 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 cái ảnh, chụp ảnh màn hình lại cho nó đông đã. Đấy, 348 người đang xem kìa. Đó. Ok, cảm ơn cả nhà rất là ok nhiều nha. Xin chào các rồi bạn. Hẹn gặp lại. chào mọi người, chào anh Minh. Chào em.